cuối cuối rồi. Tức là bài này có thể gọi là bài áp cuối. Nếu như không có gì thay đổi đó, thì còn chỉ còn lại một cái bài cuối nữa là bài mà chúng ta sẽ, cái cách mà mình giúp đỡ người khác để nhận sự cứu rỗi, à xin lỗi, nhận được cái sự giải cứu. Nhưng mà như chúng ta biết là thường những cái loạt bài học này nhiều khi nó có những cái vấn đề phát sinh, thì nó có thể thêm thêm một vài bài gì nữa. Nhưng mà nếu như không có gì thay đổi thì bài sau sẽ là cái bài bài cuối, bài hôm nay sẽ là áp cuối. Tôi khích lệ anh chị em là học lời Chúa là phải hành. Tức là học là để phải áp dụng được. Trước hết là anh em phải áp dụng trong chính đời sống mình. Nếu như anh em thấy có những cái dấu hiệu mà mình bị nhiễm tà, anh em phải giải quyết. Thì cảm ơn Chúa là trong những ngày vừa qua tôi có được nhận cũng khá nhiều cái sự phản hồi, tức là nhiều cái cuộc gọi nhờ giúp đỡ. Nhưng mà cái nhờ giúp đỡ đây là những anh em đó họ đã tự giải cứu. Họ đã tự giải cứu, thì còn một vài cái trục trặc nào đó thì họ cần tư vấn thêm, và tôi cầu nguyện qua điện thoại cho họ. Thì ngay trưa hôm nay, chiều hôm nay cũng có một cái người chị em ở ngoài Nha Trang cũng được hướng dẫn, cũng được cầu nguyện. Và sau đó khoảng chừng tiếng gì sau đó là cô nhắn tin lại, thật sự tốt lành. Và những cái gì mà nó xảy ra, tức là nó ra bằng cái ngõ nào đó, giống như trong cái bài học của chúng ta học. Cho nên như tôi đã nói đi nói lại với anh chị em là tôi ước ao là mỗi một anh chị em phải lớn lên. Tôi ước ao là mỗi một anh em phải trưởng thành, tức là anh em phải áp dụng. Đừng có thần thánh hóa một đầy tớ Chúa nào, một ông mục sư nào, một ông truyền đạo nào, hay một mục sư nào đó, chỉ có những người đó mới được ơn. No, tôi nhắc lại, giải cứu và chữa bệnh đó là cái ơn phổ thông. Amen. Tức là ai cũng có thể, bởi vì đó là cái dấu hiệu mà Chúa ban cho những kẻ tin. Cho nên anh chị em đừng có bao giờ lười nhác thuộc linh. Anh em đừng có bao giờ là cứ là thần thánh hóa một cái người nào đó, mà hãy cậy ơn của Chúa. Cũng như tôi thường khích lệ anh chị em là gì, tôi không có vui sướng gì mà cứ anh chị em cứ ngồi hết năm này sang năm khác ở trong hội thánh. Tôi muốn anh chị em phải lớn lên, phải trưởng thành ra riêng được nữa càng tốt. Nếu anh chị em mở được những cái tổ tế bào, thành lập những hội thánh theo như anh em nghĩ đó, ví dụ như con của tôi mà nó làm thủ tướng hay là tổng thống thì chủ tịch thì tôi vui hay buồn? Hả? Vui hay buồn? Thế thì tại sao mà nếu anh em Chúa dùng anh em thành công hơn tôi, vượt trội hơn tôi, thì đó mới là nhà có phước chứ. Chứ cái nhà có phước gì mà cứ con suốt đời ông mục sư rồi suốt quanh năm suốt tháng rồi người ta ngồi mòn, tới là từ lúc mà thành lập hội thánh cho đến lúc ông mục sư về Chúa thì vẫn những người đó cứ ngồi mãi trong hội thánh. Không, anh chị em phải lớn lên, phải trưởng thành, phải đi ra, phải làm những cái công việc mà Chúa giao cho anh em làm. Cho nên những cái bài học này là nhằm trang bị cho anh em, để anh em tiếp tục cái khải tượng mà Chúa giao cho chúng tôi, để anh em có thể nối dài cái cánh tay của Chúa ra khắp mọi nơi những người đang có nhu cầu. Không có gì quyền bí trong cái chuyện này. Tôi nói với anh em điều này nè. Tôi chưa thấy có một cái ca giải cứu nào mà gọi là không thành công hết đó. Dài ngắn, có thể lâu mau, có thể tùy theo. Nhưng không có cái trường hợp nào mà nói là cái cuối cùng người ta không giải cứu ông này được. Không có chuyện đó. Không có chuyện đó. Trong gọi là khoảng chừng tầm 25 năm tôi bước đi hầu việc Chúa trọn thời giờ đó, tôi chưa có thấy có cái ca nào mà gọi là giải cứu mà rồi cuối cùng người ta nói tất cả các ông mục sư đều đầu hàng, cái trường hợp này không giải cứu được. Chưa, tôi không thấy bao giờ hết á. Cho nên là xin Chúa cho anh chị em nhớ, có những cái trường hợp thì nó gọi là trầy lên trật xuống, cũng kéo dài lâu lâu, nhưng không có cái trường hợp nào mà không. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa bảo đảm như vậy mà. Chúa bảo đảm là gì? Tôi và anh em là được cái thẩm quyền là giày đạp rắn buộc cạp cùng mọi quyền cái chứ chứ. Chúa bảo đảm tôi và anh em có cái dấu hiệu là nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Cho nên đừng ngần ngại anh chị em, tôi khích lệ anh chị em hãy học rồi hãy áp dụng. Không có thần thánh ai hết đó. Nếu anh em khao khát, Chúa sẽ rót nước cho anh em. Amen. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp vào cái bài áp cuối như tôi nói lúc nãy. Bây giờ giả định nha, giả định rằng là anh chị em vừa được giải cứu xong. Nhưng mà cái thắc mắc người ta thường hay trăn trở là làm thế nào để tôi có thể giữ vững cái sự giải cứu đó. Bởi vì như chúng ta biết là nó có hai tái đi tái lại đó.
Làm thế nào để một khi mà mình đã được sự tự do qua cái việc giải cứu rồi thì tôi và anh em có thể giữ vững cái điều đó được. Cho nên là cái điều đầu tiên chưa nói gì hết đó, chưa nói gì hết đó. Khi mà anh em đã được giải cứu, hoặc là thậm chí khi anh em chưa có chắc lắm về tất cả những gì đã xảy ra với mình đi nữa, thì tôi và anh em cũng cần phải thể hiện cái đức tin của mình bằng cái việc gì? Tạ ơn Chúa. Đây là cái bước đầu tiên anh, cái bước đầu tiên mà giúp anh em giữ lấy cái sự giải cứu, giữ lấy cái sự tự do mà anh em đã nhận được. Nhưng tôi và anh em cũng cần phải lưu ý nè, tôi và anh em cần phải chắc chắn rằng này, mình không phải in trí, nhưng mà vì đây là cơ sở lời Chúa, cho nên tôi và anh em cũng chắc chắn rằng Satan nó không có dễ dàng nó từ bỏ anh xem. Nếu anh xem mà tự cầu nguyện giải cứu cho mình rồi, đúng không, hoặc là nhờ ai đó cầu nguyện rồi đó, thì anh em phải nhớ một câu như thế nè, nó không có dễ dàng nó từ bỏ nó. Nó sẽ làm đủ mọi chuyện trong cái quyền năng của nó để gì? Để tái lập cái sự kiểm soát của nó trên anh chị em. Cho nên anh chị em phải chuẩn bị để gì? Để tiếp nhận, tiếp đón cái sự phản công của nó. Trong những bài học trước đó, tôi đã vài lần đề cập đến cái lời cảnh báo của Chúa Giêsu trong trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 43-45 là khi ra khỏi một người thì sao? Ma quỷ nó sẽ tìm cách quay trở lại. Do đó, anh chị em cần phải chắc chắn rằng Đức Chúa Giêsu hiện đang ngự ở trong anh chị em, và Đức Chúa Giêsu thật sự là Chúa của cuộc đời anh chị em. Tôi muốn nói điều này đối với những anh chị em mà học với chúng tôi qua online trong những ngày vừa qua. Bởi vì tôi khám phá là có nhiều anh chị em là không thuộc về một cái hội thánh nào. Anh chị em có thể tin Chúa qua bài giảng của một đầy tớ Chúa nào đó trên mạng, rồi quý vị tin Chúa. Thì cái không có gì sai, không có gì nghi ngờ về sự đó, nhưng mà anh chị em cần phải chắc chắn cho tôi là Chúa hiện đang ở trong anh chị, Chúa Giêsu ấy hiện đang ở trong anh chị em, và Chúa Giêsu đó thực sự là Chúa của cuộc đời anh chị em, tức là chủ anh chị em. Vì việc có ông chủ đó thì mới có thể tấn công lại được những cái sự trở lại của ma quỷ. Và tôi và anh em cũng học biết ở trong trong Châm Ngôn đoạn 25-28 là cái cuộc đời, cái cá nhân của mỗi một con người đó nó giống như một cái thành phố. Và cái sự xâm lấn của ma quỷ nó có hiệu quả trên cái việc là phá đổ cái bức tường thành bảo vệ bên trong của con người chúng ta, đúng không? Cho nên một khi mà kẻ thù của tôi và anh em đã bị đánh đuổi, đã bị trục xuất ấy, thì cái việc mà chúng ta cần phải làm là gì? Ngay lập tức tái thiết lại cái tường thành phòng thủ đó, hay là ngay lập tức là phải xây dựng lại cái tường thành phòng thủ đó. Thì tối hôm nay tôi và anh em sẽ xem bảy cái nguyên hạch, biết bảy cái nguyên tắc căn bản để giúp mình xây dựng lại đó, cái tường thành phòng thủ bên trong. Hay là tôi và anh em sẽ học biết bảy cái điều cần làm để giữ vững cái sự tự do mà chúng ta đã nhận được qua cái sự giải cứu. Việc đầu tiên, sống bởi lời Chúa. Việc đầu tiên là sống bởi lời Chúa. Thì trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4 anh xem, thì Chúa Giê-xu bảo rằng là gì? Người ta sống bởi, hay là người ta sống nhờ mọi lời được nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Nhờ mọi lời, hay là bởi mọi lời nói ra, mọi lời được nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Cái từ sống đó, như chúng ta đã học cái loạt bài mà sống bởi đức tin đó, thì chúng ta biết là sống là nó bao trùm, nó bao gồm mọi cái điều chúng ta nghĩ, mọi cái điều chúng ta nói và mọi cái điều chúng ta làm. Sống là vậy đó, chứ nó không chỉ là cái việc mình làm không, những gì mình nói và những gì mình nghĩ luôn. Và tất cả đó, tất cả cái việc nói, nghĩ và làm của chúng ta nó phải xuất phát từ một cái nguồn thôi, đó là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi và anh em đó, sau khi được giải cứu đó, thật ra không cần phải sau khi được giải cứu, mà sau khi chúng ta được cứu nói chung, tức là sau khi mình tin nhận Chúa nói chung ấy, thì tôi và anh em cần phải học biết dành cái ưu tiên một, tức là cái quyền tối thượng cho lời của Chúa trong mọi lĩnh vực của đời sống mình. Ngày hôm nay nhiều khi tôi và anh em chưa thực sự đặt lời Chúa cao trọng thật. Tức là mình chưa xem lời Chúa là cái quyết định cuối cùng á. Mình nhiều khi mình còn xem những cái lời này, lời khác, cái lời nọ, cái sự khôn ngoan này, sự khôn ngoan khác, nó đóng cái vai trò quyết định chứ không phải là lời Chúa. Tôi nói với anh em là sẽ có nhiều cái ảnh hưởng khác nhau, nó sẽ đua nhau, nó giành cái quyền kiểm soát ở trên chúng ta. Chẳng hạn như là cái cảm xúc riêng của chúng ta này, nó cũng tìm cách để kiểm soát. Rồi cái ý kiến hay cái quan điểm của người khác, là những cái ý kiến quan điểm mà được truyền thống nó chấp nhận đó, hay là cái nền văn hóa xung quanh chúng ta chấp nhận đó, nó cũng thể tìm cái cách để nó kiểm soát ở trên chúng ta. Nhưng mà Chúa thì bảo đảm gì? Chúa bảo đảm chiến thắng cho chúng ta trong mọi cái lĩnh vực, đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà chiến thắng ma quỷ đó. Nếu đời sống của tôi và anh em còn được dẫn dắt và được kiểm soát bởi lời của Chúa.
mặc dù là nó có nhiều cái ảnh hưởng khác nhau, nó tìm cách nó kiểm soát chúng ta, nhưng mà Chúa bảo đảm rằng tôi và anh em sẽ sống một đời đắc thắng, đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà đắc thắng trên ma quỷ đó, chừng nào mà tôi và anh em còn được hướng dẫn và kiểm soát bởi lời của Chúa. Nên xin hãy nhớ lại cái lời hướng dẫn của Chúa cho Joshua khi ông chuẩn bị tiến chiếm xứ hứa trong Joshua đoạn 1 câu 8 mà chúng ta khá quen thuộc. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó, vì như thế con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. Cái lời hướng dẫn này nó có thể tóm gọn được trong ba từ thôi anh chị em, ba cái cụm từ như này: nghĩ lời Chúa, nói ra lời Chúa và làm theo lời Chúa. Anh chị em thấy cái Coca-Cola nó quảng cáo không? Ngày có một cái thời kỳ nó quảng cáo ăn bóng đá ngủ bóng đá, thì nó nói gì? Ăn cũng Coca-Cola mà uống cũng Coca-Cola, tức là lúc nào cũng giống như là Coca-Cola là nó dầm thấm mình ở trong đó. Thì cái để mà sống một cái đời sống thành công, và đặc biệt là thành công thắng lợi luôn ở trên cái quyền lực của sự tối tăm á, sau khi mà mình được giải cứu đó, thì chỉ có một cách thôi: nghĩ lời Chúa, nói lời Chúa và làm theo lời Chúa. Cho nên cái người được giải cứu đó cần phải thiết lập và cần phải cậy ơn của Chúa duy trì cái việc đọc và suy gẫm lời Chúa mỗi ngày. Ở trong gia đình của chúng ta thì chúng ta đọc theo lịch đọc Kinh Thánh. Nó có nhiều cái lịch đọc Kinh Thánh mà tôi đã làm ra để anh em có thể đọc. Một năm một lần, một năm hai lần, một năm ba lần, một năm bốn lần. Tôi không biết là anh em hiện đang đọc theo cái loại gì. Và anh em có thể là có bây giờ nó có những cái sổ tay mà tỉnh nguyện đó anh chị em. Tức là người ta có mấy những cái sổ tay tỉnh nguyện đó, là mỗi ngày có một câu gốc thôi, mình suy gẫm nó. Tất nhiên tôi không khuyên anh chị em là sống mỗi ngày chỉ có một câu đó thôi. Hãy đọc chứ không. Anh em biết sao không? Bởi khi một người mà như lúc nãy chúng ta biết là một người mà vừa mới được giải cứu khỏi tà ma hãm áp ấy, là cái tường thành bảo vệ bên trong nó nát bét hà. Cho nên họ cần phải xây dựng lại, xây dựng bằng lời của Chúa. Chứ nếu không là cái đám kia nó quay trở lại là không có phòng thủ kịp. Cho nên cái người mà cần được giải cứu đó, đối với chúng tôi gọi là cái lớp hậu giải cứu đó. Tức là cần phải cho họ học lời Chúa. Có những anh em mà họ tin Chúa qua mạng đó, đặc biệt là tin Chúa qua mạng, hoặc là cũng có thể tin Chúa trong nhiều cái hội thánh nhưng mà nó không có trúng cái thời giờ mà hội thánh mở cái lớp giáo lý căn bản chẳng hạn. Là mặc dù tin Chúa nhiều năm nhưng mà không có nền tảng căn bản. Anh em tưởng tượng nhà không có móng thì sao? Nát bét hay chứ có gì đâu. Cho nên đối với những anh em nào mà kết nối với tôi thì tôi thường hay khuyên là vào trong YouTube á, trong cái trang của tôi ấy, rồi vào cái phần mà giáo lý căn bản đó, tôi tự học đi. Chứ giờ không á. Chứ nếu mà anh em không xây dựng là rất là khó để lớn lên lắm. Mà lớn lên thì cũng không cao được đâu. Cái nhà không có móng mà xây được một lúc rồi kiểu gì nó có, nó chỉ cần gặp sóng gió là nó đổ liền thôi. Cho nên nhân này tôi muốn nói với tất cả anh chị em, dù là anh em tự cầu nguyện giải cứu hoặc là anh em sau này giúp đỡ người khác giải cứu, mà tôi sẽ nói cụ thể hơn vào cái bài tuần tới đó, thì sau khi mà đã giải cứu cho người ta xong hay là mình được giải cứu xong rồi đó, thì anh em cần phải thiết lập có cái thời giờ rõ ràng mỗi ngày đọc lời Chúa. Rồi anh em thì ở gia đình mình thì dễ rồi, bởi vì gia đình mình thì gần chỉ trừ thứ hai thôi đúng không? Còn ngày nào cũng có học Kinh Thánh, đủ các thể loại hình thức. Các anh em ở xa thì họ chỉ có thể qua cái trang salon của chúng ta, còn chúng ta là có ở trong cái trang của Hội Thánh, cho nên là chúng ta có đủ thứ cái thứ để phải học. Và nếu như các bạn mà không theo học thì các bạn rất là yếu, rất yếu để bảo vệ nếu mà quỷ nó trở lại. Mà nếu đó là chắc chứ không phải là có thể không. Cho nên cái bước đầu tiên hay là cái việc đầu tiên mà một người sau giải cứu cần phải làm đó là gì? Sống với lời Chúa. Không có cách khác. Không có cách khác. Thứ hai, cái việc thứ hai mà một người sau giải cứu muốn giữ được cái sự tự do đã nhận lãnh được thì phải mặc vào cái chiếc áo ngợi khen. Mặc vào chiếc áo ngợi khen. Trong Ê-sai đoạn 61 câu B, Chúa hứa là Chúa đã ban cho chúng ta cái áo ngợi khen để thay vì cái tâm linh nặng nề. Trong tiếng Anh đó,
trong nguyên dịch ra trong các cái ngôn ngữ nguyên văn đó là spirit of heaviness, vẫn dịch tiếng Việt mình là dịch là linh nặng nề, là cái tấm lòng nặng nề hay là tâm linh sầu khổ đó. Chúng ta đã học cái phần này ở phần đầu rồi. Thì cái người được giải cứu đó anh chị em cần phải được hướng dẫn và phát triển cái thói quen ca hát ngợi khen Chúa. Nào tôi nói lại nè, dù là anh em được cầu nguyện tự giải cứu hay là anh em hướng dẫn cho cái người khác họ được giải cứu, thì cái việc tiếp theo ngoài cái việc đọc lời Chúa mỗi ngày thì anh em phải giúp họ, hướng dẫn họ và giúp họ là phát triển cái thói quen ca hát ngợi khen Chúa. Bằng cách nào? Cho họ nghe nhạc thánh, cho họ hát nhạc thánh. Mà để họ có thể nghe nhạc thánh và hát nhạc thánh thì mình phải dạy họ luôn. Quyết định là gì? Cự tuyệt nghe và hát nhạc đời. Chứ còn bạn nghe nhạc thánh rồi mà còn... Chúa với nhạc chùa hai bên nó là trời với nhạc đời là lộn tùng phèo, mà biểu quỷ nó không vô mới là lạ đó. Nè, tôi nói với anh chị em, thí dụ như anh em không có bị nhiễm tà, đúng không? Anh em tin Chúa nào mà không có bị nhiễm tà, không có gặp rắc rối gì thì không có khó khăn. Tức là anh em vẫn còn lẫn lộn như quỷ, nó không có vào bởi vì nó không có cửa. Nhưng mà nếu anh em vốn là nhiễm tà, nếu anh em vốn là cái người được giải cứu, vừa được giải cứu ra khỏi tà ma, tức là cái tường anh em nó nát bét ha. Anh em phải nhớ cái hình ảnh cái tường bảo vệ đó. Lúc nào nó quay trở lại và nó rất dễ quay trở lại. Anh em hiểu không? Nó rất dễ quay trở lại. Còn người ta không sao, mà mình giống như tôi nói điều này để anh em vậy nè. Có những người cái cơ địa nó yếu. Họ đi ra chỉ cần mắc mưa một chút xíu thôi à, một cái mưa sơ sơ thôi, gọi là mưa bụi giăng mờ là về bị cảm hay sốt liền ha. Thì cũng về phương diện thuộc linh là vậy đó. Cho nên anh xem nè, khi mà đã giải cứu họ xong đúng không, cố gắng hướng dẫn họ, giúp đỡ họ, cho họ nghe nhạc thánh. Ban đầu nó không có thích nghe đâu, bởi vì nhạc thánh nó không có hấp dẫn, nó không có du dương, nó không có buồn từ trong lòng ra rồi nó... Nhưng mà phải cho nó ăn cái đó. Cho nên anh chị em phải tập thôi. Anh chị em phải tập gì? Nghe. Nghe trước rồi hát theo. Và để làm được điều đó, anh em phải quyết định chấm dứt cái chuyện kia. Vậy thôi. Tôi mới nói với ông thầy, tôi đi học bơi. Cái ông thầy không hiểu là phải xè cái chân này vậy nè. Cái chân này là phải bẻ ra chứ không có để xuôi được. Tụi nó mỏi lắm thầy ơi. Nó đạp về thì cũng được nhưng mà nó mỏi lắm. Ông nói vậy nè. Một là mỏi chân, hai là uống nước, muốn chọn cái nào. Thì tôi muốn nói với những anh em mà nói là nhạc thánh với nhạc đời, buồn hay vui gì đó. Một là nghe cũng không được khoái lỗ tai lắm. Tức là ban đầu thôi chứ sau thì nó sẽ thích khác. Hai là quỷ nó vô lại, chọn cái nào. Cho nên xin Chúa cho mỗi mình em nhận là được. Cho nên người đó là cần phải gì? Cái người mà mới được giải cứu đó là cần phải nuôi dưỡng một cái phong cách sống mới. Mà cái phong cách sống mới đó là gì? Là cái sự ngợi khen thờ phượng nó bao phủ lấy người đó, giống như là một cái chiếc áo choàng mới vậy đó anh chị. Cho đến một cái lúc nào mà anh em cứ mở miệng ra là mình hát, cái miệng mình nó ngân nga những cái bài thánh ca kìa, lúc đó anh em mới thắng đó. Chứ không cần anh em phải mở miệng ra hát thành tiếng đâu. Sẽ có một cái lúc mà trong lòng anh em những cái giai điệu thánh ca nó trào dâng. Anh em không hề mở miệng, cái người ngồi chung xe anh em không nghe anh em hát, nhưng mà tâm linh anh em đang hát ngợi khen Chúa. Xin lỗi, quỷ có muốn thèm chảy nước giải cũng không vào được những cái con người như vậy. Thì tôi muốn làm chứng cái chuyện này, đó là một ông chồng vừa mới được ra khỏi tù thì được bà vợ mới dẫn đến nhờ một sư cầu nguyện giải cứu khỏi cái tà linh. Đang khi mà cái hôm đó không phải là một cái buổi nhóm gì, chỉ là một cái buổi tĩnh nguyện chung ở trong gia đình gì đó, thì có một vài người ở trong nhóm họ cầu nguyện hơi lớn tiếng và họ hát lớn tiếng, thì cái ông đó ông đòi bỏ đi, ông nói ồn quá. Thì một sư nói ma quỷ thì nó không có thích ồn ào cái kiểu này, lý do là vì tụi tôi đang có ngợi khen Chúa Giêsu mà. Cho nên bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn thôi, nếu bây giờ anh đi ra khỏi đây là quỷ nó sẽ đi với anh. Còn nếu anh ở lại, anh chọn mà ở lại á, thì nó đi mình. Anh chọn gì? Cuối cùng anh lầm bẩm này, vậy tôi ở lại. Và anh được giải cứu. Tôi nói với anh chị em mà, nếu anh chị em mà vừa nhận được cái sự giải cứu,
thì cũng không khác gì cái người mới ra khỏi tù á. Cho nên anh em phải vui hưởng cái sự tự do của anh chị em. Không không phải là tự do để phạm tội đâu, mà là tự do để làm theo lời Chúa dạy. Hãy mặc cái chiếc áo ngợi khen vô. Ban đầu nó vướng vướng lắm á, nhưng không sao, hãy mặc cái chiếc áo ngợi khen vào. Mà khi anh em ngợi khen Chúa đó, thì tôi nói anh em điều này nè, anh em làm cho ma quỷ nó khốn khổ hơn là nó có thể làm cho anh chị em. Ngày hôm nay nó ma quỷ nó lừa dối nhiều người trong hội thánh Chúa, kể cả các đầy tớ Chúa luôn, không phải là vì mới bị nhiễm tà ra đâu, kể cả những người mà còn lâu lâu năm trong Chúa luôn á, lừa vậy anh em biết không? Không biết hát, hát không được, lớn tuổi rồi, dạ không có biết đọc một sư, mắc cỡ lắm không hát. Với lại hát múa là nó không có trang nghiêm, nó không có cái kỉnh kiền. Anh em ơi, tất cả những cái luận điệu đó là lừa dối đó. Tôi không biết ai, có ai trong anh em mà rơi vào cái cảnh là không biết hát, hát không được, lớn tuổi không biết đọc, mắc cỡ, hát thì nó không trang nghiêm không? Tất cả những cái điều đó là luận điệu của ma quỷ. Mà đặc biệt nếu anh em là một người mới vừa được giải cứu ra khỏi cái quyền lực của sự tối tăm, thì nó làm đủ mọi cách để anh em không bao giờ mở miệng hát ngợi khen Chúa hết. Chúng ta xem cái giá trị của cái việc ca khen Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 8 câu 2 mà chúng ta biết. Tôi sử dụng cái bản dịch mới ở đây. Từ môi miệng trẻ thơ và trẻ con đang bú, Chúa xây dựng thành lũy. Vì có kẻ thù mình, Ngài làm cho kẻ thù nghịch và người báo thù phải nín lặng, phải im lặng. Tức là bởi miệng trẻ thơ và trẻ con đương bú, tức là hát không có giống cái gì luôn đó. Cái vấn đề không phải là tôi và anh em hát hay tròn vành rõ chữ gì đâu, mà cái tấm lòng mình ngợi khen chúc tụng Chúa. Tôi đọc ở trong Thi Thiên 149 câu 5 đến câu 9. Nguyện các thánh đồ Ngài vui mừng trong vinh quang, hãy hát mừng khi bệnh ở trên giường mình. Bệnh cũng hát được. Và tôi nói thật với anh em luôn nha, khi mà cái bệnh tật mà nó có dấu hiệu bệnh tật nó tấn công anh em đó, hãy hát, hãy hát trước khi mà bệnh tật nó có thể thành bệnh tật ở trong thân thể anh em, thì nó đã xuất hiện những cái triệu chứng trước đó. Theo anh em thì mình chống trả cái lúc nó mới xuất hiện triệu chứng dễ hơn hay là lúc mà bác sĩ nó báo mình là bỏ vào thời kỳ thứ mấy rồi? Nhưng mà tiếc thay là dân sự của Chúa không sử dụng lời Chúa để chống lại. Chống lại không phải là trong danh Chúa Giêsu không. Mình hát, mình công bố lời thật. Mình công bố lời thật. Ta Giêsu đây cắt đi yếu đau, ta Giêsu đây đấng chữa lành, vân vân. Tức là những cái bài hát đó, nó liên quan tới, nó sẽ làm bịt miệng cái kẻ kiện cáo, cái kẻ đang lừa dối, cái kẻ đang rỉ rả rằng mày đang bị bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Chúa nói gì? Từ môi miệng trẻ thơ và trẻ con đơn bố là Chúa sẽ làm cho những kẻ báo thù phải câm miệng. Rồi câu số 6, hãy đặt lời ca ngợi Đức Chúa Trời trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi ở trong tay họ, để báo thù các nước, trừng phạt các dân, để trói các vua của chúng bằng xiềng và đóng gông bằng sắt các quý tộc của chúng, để thi hành sự phán xét đã được ghi. Anh chị em ơi, hãy học, hãy học. Ngay cả anh em không phải là cái người vừa được giải cứu khỏi cái chuyện nhiễm tà đi nữa, thì hãy học, hãy tập, hãy lập một cái thói quen ngợi khen thờ phượng mỗi ngày, ca hát ngợi khen Ngài. Không có càng cớ gì mà cứ rên rỉ mãi, không có cái gì mà cứ xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em, rồi khóc suốt ngày cái tụng ca, cái khổ, cái buồn, cái ủa sao đấng đang giải cứu mình được tự do thì không tụng ca rồi sung sướng gì cái kia mà cứ rên suốt ngày vậy? Mà mình đâu có, mình không hiểu rằng sao là cái chuyện là Chúa sẽ đãi mình theo những gì mà Chúa nghe miệng mình nói ra, đúng không? Mà mình, ủa mình nói cái câu đó, mình tin câu đó mà sao mình cứ suốt ngày mình tụng hoài vậy? Em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ, rồi cứ rên riết vào một mặt thì nói Chúa ơi, xin Chúa chúc phước cho con, xin Chúa tiếp trợ tài chánh để chúng con có thể tổ chức đám cưới vào cái rồi mà nói gì? Người ta cao sang ngắn lụa còn cái tổng miết gì mà
Cho nên tôi nói với anh chị em, không cần phải là mới được giải cứu mà chính tôi và anh em cần phải thay đổi đó. Tôi nói anh em, để anh em để ý xem nghe, thử thôi, tôi không có khuyên đâu, nhưng mà anh em sẽ, những anh em mà thường nghe nhạc sẽ có kinh nghiệm. Nếu trước khi đi ngủ mà anh em nghe cái loại nhạc nào thì trong đêm đó và sáng hôm sau cái tinh thần anh em nó sẽ bị ảnh hưởng. Nếu anh em nghe nhạc thánh ca nhưng mà là hai loại nhạc, nhạc thánh ca mà cái loại mà ngợi khen mà tưng bừng nữa ha, là sáng sớm tức là tâm linh anh em nó rộn rã suốt qua tới ngày hôm sau. Còn cũng là nhạc thánh ca, tôi chưa nói vậy, mà nhạc thánh ca mà cái kiểu nhạc thánh ca của hội thánh truyền thống đó ha, là cứ mà mà thâu rồi luôn. Chứ đừng có nói về nhạc đời. Nếu mà anh em thường xuyên nghe nhạc vàng hoặc là những cái nhạc mà đi đu đưa hay cái gì đó, rồi đen vào các thứ đó, là tự nhiên hả? Tự nhiên là các bạn đi ra ngoài đường một bữa, các bạn đi nghe cái nhạc, cái là cái miệng các bạn mở ra nói luôn cái đó. Biểu quỷ nó giờ không vô mới lạ. Xin Chúa cho anh chị em hãy nhớ việc này. Tiếp theo, cái việc thứ ba, việc này còn khó hơn. Đó là gì anh em biết không? Sống có kỷ luật. Sống có kỷ luật. Cái mạng lệnh cuối cùng của Chúa Giêsu đối với các sứ đồ là hãy đi và môn đệ hóa. Ở trong Matthew 28:19, cái chữ môn đệ hóa đó là make disciple. Cái chữ môn đồ đó anh chị, là theo như cái ngữ nghĩa đó, là một cái người mà ghép mình vào trong kỷ luật. Cái kỷ luật tức là trong tiếng Anh ấy, hai cái từ này nó gần giống nhau, cái disciple với lại là discipline đó, là discipline là kỷ luật ấy, với cái chữ disciple kia đó là cái chữ môn đồ đó, nó rất là giống nhau. Và thật ra trong ngữ nghĩa đó, trong nguyên văn á, thì cái chữ môn đồ nó có nghĩa là một cái người mà ghép mình vào trong kỷ luật. Chúa Giêsu không bao giờ truyền cho bất kỳ ai là hãy đi ra hội thánh hóa muôn dân, mà chỉ đi ra gì? Môn đồ. Đây là lý do mà tôi thường hay nói với các bạn là tôi không có quan tâm tới cái chuyện là phải có một cái hội, một cái nhà thờ cho to, cái hội thánh cho đông. Tôi muốn nhiều người tin Chúa, nhưng mà tôi muốn có nhiều cái điểm nhóm hơn. Lý do là sau khi tôi huấn luyện xong là tôi phải đẩy các bạn ra đứng chứ. Tôi hay nói vui vui là dạy gì mà gánh hết cho nó mệt. Đơn giản vậy thôi. Để một cái hội, một xây một cái nhà thờ to đúng không? Hội thánh đông thì cái tiếng tôi nó nổi thiệt. Hội thánh ngày một hội thánh một và lớn. Nhưng mà Chúa không có lợi. Cho đó là tôi nói rất thật. Có thể là cái kiểu mình nhỏ cùng cùng á thì không ai biết tới tôi. Nhưng mà thiệt tôi cũng đâu có được kêu gọi để cho mọi người biết tới tôi. Tôi chỉ được kêu gọi là để dấy lên nhiều người có thể đứng vào trong chức vụ, dù là trọn thời giờ hay bán thời giờ. Bởi vì Chúa Giêsu nói gì? Hãy đi khiến cho người ta trở thành môn đồ, chứ không có phải khiến cho người ta trở thành thành viên của hội thánh. Vậy đó là lý do mà tôi trong 2 năm qua là tôi cố gắng để gây dựng anh em bằng hết đủ cái khả năng tôi có thể, để anh em có thể sớm bước vào trong cái công việc mà Chúa sẽ ủy thác cho mọi người. Vậy thôi. Chúng ta xem Samuel thứ nhất đoạn 15 câu 23. Ở đây lời Chúa nói là sự phản nghịch đáng tội như tà thuật. Và vì sự phản nghịch đó anh chị em, nó mở toàn cái cánh cửa cả cái dòng giống loài người cho cái quyền năng lừa dối và quỷ diệt của Satan. Đó, tôi và anh chị em chỉ có thể bước vào trong cái sự bảo vệ của Chúa khi và chỉ khi tôi và anh em tự đặt mình vào dưới cái sự kỷ luật của Chúa thôi. Tức là tự đặt mình vào trong cái khuôn khổ, cái nề nếp của Chúa thôi à. Vì một cái đời sống mà vô kỷ luật á, rất dễ bị ma quỷ nó tấn công trở lại. Nếu tôi và anh em là cái người vừa được giải cứu ra khỏi cái sự nhiễm tà hay là khỏi quyền lực của sự tối tăm, mà tôi và anh em không có ghép mình vào trong cái lề luật của Chúa đó, thì cái đó cũng giống như cái thành không có cổng. Trước khi vào giờ học mà khoảng chừng 10 phút 15 phút, tôi có đọc một cái tạp chí Charismatics, thì có một cái bài viết rất là hay về cái việc là làm thế nào để canh giữ cái
cái sự tự do mà một người nhận được từ sự giải cứu, nó giống y như cái phần bài học của chúng ta hôm nay tại đây. Tất nhiên họ viết rất là ngắn, nhưng mà tôi nói với anh chị em, vì cái bản tánh tự nhiên của con loài người là nó là phản nghịch lại Đức Chúa Trời. Mà chính vì cái sự phản nghịch của con loài người đối với Đức Chúa Trời, nó mở toang cái cánh cửa của cả nhân loại cho ma quỷ, nó bước vào, nó khống chế rồi. Cho nên bây giờ mà khi mà mình vừa được giải cứu ra rồi mà mình lại không có đưa mình vào trong khuôn khổ đó, thì chắc chắn là cái chuyện nó trở lại và nó chiếm quyền trở lại là chuyện tự nhiên. Trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 7 thì sứ đồ Phao-lô bảo rằng là Đức Chúa Trời đã ban cho tôi và anh em một cái tâm linh mạnh mẽ, yêu thương và tự chủ. Ở trong tiếng Anh gọi là Spirit of Power, of Love and of Self-Control. Trong cái dàn bài này tôi có ghi đó. Đó là cái bản NIV đó. Còn cái bản mà New American Bible Standard đó thì gọi là Spirit of Power, Love and Discipline. Không có self mà là discipline luôn. Tức là tự kỷ luật đó anh chị. Chúa ban cho mình một cái tâm linh mạnh mẽ, yêu thương và tự kỷ luật. Bản NIV dịch như vậy đó. Tự kỷ luật là hình thức kỷ luật chính yếu trong bất kỳ đời sống nào, trừ khi là chúng ta biết kỷ luật chính mình. Còn không ha, chẳng có hình thức kỷ luật nào có thể đem lại hiệu quả. Nếu tôi và anh em mà không kỷ luật chính mình, không có cái kỷ luật nào nó có hiệu quả. Giờ có bắt anh em bỏ tù giam đã rồi thả ra, anh em cũng vậy thôi. Nếu tôi và anh em không tự kỷ luật chính mình. Mà trong cái lĩnh vực đầu tiên mà cần phải áp dụng cái việc tự kỷ luật đó, đó là trong cái mối quan hệ của chúng ta, quan hệ cá nhân của tôi và anh em với Đức Chúa Trời, qua cái việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Đó. Kỷ luật đầu tiên đó, tôi và anh em cần phải xem mình đó. Nếu anh em là cái người vừa được giải cứu xong thì giống như lúc nãy mình nói về cái phần mà sống theo lời Chúa đó, nhưng mà bây giờ nó nói về cái kỷ luật là tôi và anh em cần phải ghép mình vào trong cái khuôn khổ. Cái việc sống nhờ lời Chúa là đòi hỏi tôi và anh em trước hết phải đều đặn mỗi ngày ưu tiên một hay là trước hết mọi sự đó là cho Chúa. Rồi sau đó tôi và anh em mới là có thể nhờ Đức Thánh Linh là đem những cái cảm xúc, những cái ao ước, cái desire của mình á, hay là cái ham muốn và cái apathy của mình á, vào trong cái sự kiểm soát hay trong kỷ luật. Trước hết phải là gì? Là đọc Kinh Thánh cầu nguyện. Rồi sau đó mới bắt đầu là kỷ luật cái cảm xúc của mình, cái desire của mình, rồi những cái ham muốn của mình. Tôi nói với anh em là nếu một người mà vô kỷ luật trong những lĩnh vực này thì cái đời sống của người đó cũng trong tình trạng vô kỷ luật thôi. Cho nên không cứ là được giải cứu, ngay cả anh chị em là những người không có cần phải giải cứu gì hết đó, thì cái việc này cũng cần phải thực hiện đó. Bởi vì một trong những cái của Đức Thánh Linh là tự chủ hay là self-control hay là self-discipline. Rồi, ngoài ba cái lĩnh vực đó ra rồi đó, thì có một cái lĩnh vực quyết định trong cái đời sống của mỗi một chúng ta mà tôi và anh em phải đem nó vào trong kỷ luật, đặc biệt là những người mà vừa mới được giải cứu đó là cần phải, đó là gì? Lưỡi hay là lời nói của chúng ta. Trong cái bài số 3 đó, nếu anh chị em nhớ cái bài mà đường Mô Linh vô đó, thì chúng ta đã học biết rằng là những cái lời hư không, những cái lời nhảm nhí hay là tầm phào hay là vô ích hay là cẩu thả đó, idol hay là careless words, nó mở đường cho tà linh. Cho nên cái việc kiểm soát hay là cái cầm giữ môi miệng của tôi và anh em nó là cái dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh đó. Một cái người mà vừa mới được giải cứu đó là cần phải kiểm soát cái miệng. Đừng có nói bậy, đừng có nói tiêu cực. Vì sao? Vì họ lại mở cửa trở lại cho. Vì họ sẽ mở cửa trở lại. Anh em nhớ lại bốn cái canh cửa mà tôi và anh em phải canh giữ luôn, là một là tâm trí của mình. Thật ra đó là con mắt, mắt lòng. Thứ hai là cái miệng. Thứ ba là thái độ của tấm lòng. Thứ tư là cái mối quan hệ. Đó, bốn cái cánh cửa như tương tự như một cái chiếc xe hơi đó. Thì anh em sẽ thấy được chuyện đó. Nếu tôi và anh em không canh giữ bốn cái cửa là nó có thể nó lẻn vào bất cứ lúc nào. Gia-cơ đoạn 3 câu 2 nói rằng là ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể cầm giữ hay là kềm chế được cả thân mình. Cho nên cái việc mà cầm giữ được môi miệng ấy, hay là kiểm soát được môi miệng ấy, đó là cái dấu hiệu trưởng thành thuộc linh đó.
Tất nhiên là chúng ta chưa có thể đạt đến cái cấp độ tự kỷ luật trọn vẹn như vậy, chỉ bằng một vài bước đơn giản mình không thể đạt được. Nhưng mà lúc này lúc khác á, thì tôi và anh chị em có thể gọi là lỡ lời, đúng không? Hay nói theo kiểu miền Bắc là nhỡ mồm. Nhưng mà dù có lỡ lời hay nhỡ mồm thì tôi và anh em cần phải gì? Phải sống lại chính mình, đứng lên rồi phủi bụi dưới chân rồi để tiếp tục hướng lên trên và hướng về phía trước mà tiến tới. Chừng nào mà tôi nói với anh em là chừng nào mà tôi và anh em còn phải chuyển động đúng hướng đó, thì hẳn nhiên Satan nó có thể còn quấy rối chúng ta, nhưng mà nó không thể đánh bại chúng ta được. Mình lỡ lời, mình ăn năn trước mặt trước. Nhưng mà đừng có nằm ở đó, đứng lên tiếp tục tiến bước, hướng về hướng lên trên đó, hướng tâm hồn mình lên trên đó, nhắm thẳng về phía trước tiến tới, cậy ân điển của Chúa tiến tới. Ma quỷ nó có thể còn quấy rối chúng ta đó, nhưng nó không có đánh bại anh chị em được nếu anh em cứ tiếp tục như vậy. Rồi còn có một lĩnh vực khác nữa mà tôi và anh em, mà đặc biệt là những anh em nào mà vừa được giải cứu đó, cần phải ghép mình vào trong kỷ luật. Đó là những cái lĩnh vực mà nó liên quan đến việc thuận phục các cái thẩm quyền mà Chúa đã đặt để trên anh chị em. Trong gia đình nè, ở trong trường học nè, ở trong hội thánh nè, và trong các cái mô hình quản lý thế tục khác như là trong công ty, trong hội đoàn, trong các cái cấp chính quyền nè. Trong cái chính quyền các cấp á, trung ương, rồi tỉnh, rồi địa phương chẳng hạn. Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi và anh chị em là phải nuôi dưỡng cái thái độ thuận phục các cấp độ uy quyền mà Chúa đã đặt để. Ở trong gia đình thì có cha mẹ nè. Nếu các bạn mà lấy chồng á, là có một cái thẩm quyền nữa là chồng của mình nè. Ở trong hội thánh nè, thì cái người lãnh đạo thuộc linh của các bạn nè, ở ngoài đời nè, có những bậc cầm quyền nè. Bắt buộc chúng ta phải học bài học thuận phục. Nếu anh em không, nè, tôi nói với anh chị này, nhiều người cầu nguyện giải cứu mà nó không xong là nó có nằm chỗ đây nè. Tức là nhiều khi mình nói, ủa ông này sao không có ơn mà ông kia không có ơn. Hai để ý này. Nếu anh em không thuận phục những cái thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đặt để trên anh em, ma quỷ nó không có thuận phục cái uy quyền của anh em đâu. Đơn giản vậy đó. Rồi, nếu anh em là cái người vừa được giải cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm, thì hãy nhớ, nếu anh em không thuận phục, thì cái cánh cửa của mình nó giống như là cái bản lề mà khép nó không kín vậy đó. Nó cứ nó khờ hở vậy nè. Quỷ nó dễ, đằng ăn trộm nó dễ hở ra nhau. Phi rơi nhất đoạn 2 câu 13 nói là vì Chúa, hay là vì cớ Chúa đó, hãy thuận phục mọi thẩm quyền của loài người. Chúng ta đã học ở trong bài giáo lý, phần giáo lý căn bản đó, anh chị em đã học, anh em biết về cái bổn phận của cơ đốc nhân đối với những cái thẩm quyền ở trong gia đình, bổn phận của cơ đốc nhân đối với những cái bậc người lãnh đạo thuộc linh ở trong hội thánh, rồi bổn phận của cơ đốc nhân đối với những bậc cầm quyền ở trong xã hội. Chúng ta đã học thuộc cái đó. Xin hãy nhớ là tôi và anh em có thể để cho ma quỷ nó tái chiếm trở lại với cái thái độ không thuận phục đó. Sự giải cứu thì nó mang lại cái sự tự do cho chúng ta, nhưng mà có nhiều cơ đốc nhân vẫn hiểu sai về cái bản chất của sự tự do. Chúng ta không có được tự do để làm cái công việc riêng của mình, mà chúng ta chỉ được tự do để đem mọi cái lĩnh vực ở trong đời sống của chúng ta vào trong cái khuôn khổ, vào trong cái kỷ luật của Đức Chúa Trời. Thoạt trong á là mình nghĩ tới cái chữ kỷ luật là mình nghĩ là nó có cái gì nó gò bó rồi các thứ. Nó giống như thế này nè, cái hình ảnh mà anh em sống theo lề luật Chúa đó, nó giống như này. Cái đường mùa mưa đó, có những cái nơi mà nó lầy lội, người ta mới bắt đầu bỏ những cái viên đá để mà mình đi trên đó. Để nó không có bị rắn rít hay là miễn chai rồi nó. Thì đi trên những viên đá đó, cái viên mà người ta lót á, thì nó sạch nhưng mà nó cũng hơi khó đi hơn, nó không có thông thả bằng đi dưới kia, đúng không? Nhưng mà đi thì đó là nó an bình. Thì cũng cùng một cái thể đó đó. Nhiều người thích đi tự do. Hoặc tôi dùng một ví dụ nữa, nhiều khi ở dưới quê đó thì chúng ta không có quy định đường một chiều hai chiều, ai muốn chạy thì kiểu đâu đó chạy. Tất nhiên cái tính một chiều hai chiều ở Việt Nam mình cũng mang tính tương đối thôi, có nghĩa là người ta đường cao tốc người ta cũng vẫn có thể vô được. Cái đó mình không dám nói, nhưng mà bây giờ mình nói cái chung á,
Tức là mình lên đường ở dưới quê mình đi 2 chiều thoải mái, nhưng mà lên Sài Gòn mình thấy là có những cái đường 1 chiều đúng không, mình thấy sao nó gò bó, tự nhiên đang đi có đèn đỏ vậy, các bác phải dừng lại các thứ. Nhưng mà nếu mà ai mà đã từng sống thì mình thấy đó là rất bình thường, và thật sự là nó có lợi hơn là cái mà để đi tràn lan. Thì khi mà tôi và anh em mới bắt đầu bước vào trong nhà Chúa đó, thì mình thấy dường như là cái gì cũng gò bó hết, cái gì cũng cấm hết. Nhưng mà kỳ thật, nếu anh em là cái người gọi là người văn minh thuộc linh đó, thì anh em hiểu gì? Cái đó là cái điều tất yếu. Tự do mà tôi và anh em có được, đặc biệt đối với những anh em mà vừa được giải cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm, đó là tự do để đem mọi cái lĩnh vực trong đời sống của anh xem vào trong cái khuôn khổ, vào trong cái nề nếp của Đức Chúa Trời. Như vậy là thứ nhất là gì anh xem? Thứ nhất là sống theo lời Chúa. Thứ hai là mặc vào áo ngợi khen. Thứ ba là sống cái kỷ luật. Thứ tư, nuôi dưỡng một cái mối quan hệ đúng đắn. Thứ tư là những anh em mà vừa được giải cứu đó muốn giữ cái sự tự do thì phải nuôi dưỡng một cái mối, những cái mối quan hệ đúng đắn. Như trong cái bài trước á, chúng ta đã biết rằng là những cái người mà cái bức tường thành bảo vệ bên trong đã bị ma quỷ phá đổ đó, thì cần phải có cái sự kề cận giúp đỡ của những anh chị em đồng đạo khác xây dựng lại cái nào đó. Chúng ta cần phải nhận biết rằng là một trong những ảnh hưởng mạnh mẽ nhất ở trong đời sống của chúng ta là từ những cái con người mà chúng ta giao tiếp. Người đời họ cũng có cái câu là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng đó. Điều này có nghĩa là gì? Tôi và anh em cần phải chọn cái người để giao tiếp, để giao lưu, để thông công. Tôi và anh em sống giữa những người vô tính, nhưng chúng ta không thể biến mình thành một cái người trong số đó. Cái cách sống của tôi và anh em là phải khác với cái cách sống của họ. Cho nên khi mà anh em vừa được giải cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm, anh em cần phải biết rất rõ, anh em cần phải xác định rất rõ đâu là những cái con người mà anh em sẽ giao tiếp và đâu là những cái con người mà mình sẽ gì? Cắt đứt. Không có khác được. Bởi vì sao? Bởi vì cái người mà chúng ta giao tiếp với đó sẽ quyết định cái lối sống của chúng ta. Nếu tôi và anh em bước đi trong sự sáng, hay là nếu nói như trong văn nhất đoạn 1 của bài là nếu tôi và anh em sống trong sự sáng đó, thì tôi và anh em sẽ có cái sự thông công với những anh chị em đồng đạo khác. Tại đây nó không có cái chỗ cho cái chủ nghĩa cá nhân, không có cái chỗ cho cái việc là tự xem mình là trung tâm ở trong cái đời sống cơ đốc. Là con dân Chúa này, tôi và anh em cần lẫn nhau. Lời Chúa cảnh báo chúng ta ở trong Hebrew đoạn 10 câu 24-25 rằng là tôi và anh em hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Nhiều người trong chúng ta như tôi có thường hay dặn anh em đó, vì phần lớn các bạn là những người không phải gốc ở Sài Gòn. Sống làm sao đó, mặc dù cái lý do mà tôi không có gọi hội thánh, mình thường không có gọi hội thánh, mà tôi thường hay dùng cái từ gia đình đó anh chị. Là thật sự mà nói, tôi muốn anh chị em cùng xây dựng một cái cộng đồng. Nó mang cái tính gia đình, nó mang cái tính huynh đệ, nó mang cái tính ruột thịt. Tổ chức này nọ khác kia nó có thể có rồi nó tan, nó thay đổi. Nhưng mà cái tình người đó, mà cái tình người trong cái tình yêu của Chúa đó, nó còn đến mãi mãi. Cho nên tôi hay khuyên các bạn là sống làm sao đó thì sống, mà để khi mình có chuyện á, là những anh em khác trong hội thánh á, trong anh em khác ở trong gia đình thuộc linh này, họ sẵn sàng, họ chìa tay ra, họ giúp đỡ, họ thăm hỏi. Chứ đừng có sống cái kiểu mà một mình một cõi đó rồi đến lúc mà mình có chuyện, dù là mục sư có kêu gọi hỗ trợ anh em dâng hiến các thứ, nhưng mà người ta có dâng hiến rồi nữa thì cũng rất là dè sẻn. Tại làm sao? Hãy nghĩ, hãy học cái cách là khích lệ người khác về cái lòng yêu thương và cái việc lành. Nên tôi và anh em là cần gì? Cần lẫn nhau. Đừng bao giờ nghĩ là tôi không cần ai trong gia đình thuộc linh nữa, tôi không cần ai trong thế hệ mới. Đừng nghĩ vậy. Tôi và anh em cần lẫn nhau. Bình thường thì không có chuyện gì thôi, mình thấy mình không cần ai thiệt. Có người khác cũng vậy, không có cũng vậy. Nhưng mà có chuyện coi, chỉ cần mình gặp cái sự cố hữu sự coi, mình sẽ thấy gì? Mình thấy từng anh em một ở trong cái gia đình này là cần thiết của mình. Biết chuyện đó. Lời Chúa cũng nói ở trong câu 25 là chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen lờ, nhưng phải khuyên bảo nhau.
Lý do mà chúng ta đi thờ phượng Chúa đó, ngoài cái việc là mình nói thờ phượng Chúa, nhưng mà thật sự mà nói gì anh em biết không, là để khích lệ đức tin lẫn nhau. Có nhiều người đi tới đây đâu có hiểu gì đâu, dù là thầy giảng đi nữa, nhưng nhiều người họ đi nhóm đó họ đã hiểu gì đâu, nhưng mà tại sao tuần nào họ cũng đi? Bởi vì họ được khích lệ bởi cái lối sống người này, lời chứng của người kia. Chứ không phải cái buổi thờ phượng Chúa chỉ có cái bài giảng của mục sư là số 1. Không, đừng có hiểu vậy. Chúa có thể dùng đủ các cách để khích lệ. Có bao giờ anh Tiểu biết rằng là cái lần nào mà anh Tiểu chỉ cần lau nhà đây mà có người khác học được bài học dạy dỗ không? Anh Tiểu lau nhà mà con bé này nó chạy lăng tăng này nè. Cho nên Chúa có thể dùng đủ mọi cách để có thể khích lệ tôi và anh em. Cho nên đừng bao giờ nói là mình không cần ai. Đây là lý do mà tôi muốn với những anh chị em xem qua online là các bạn cần phải có một cái gia đình thuộc linh. Có thể các bạn tin Chúa qua online thì kính thưa các thể loại, nhưng mà các bạn cần phải online thì tốt rồi, nhưng mà phải có offline. Tức là còn phải cần phải có cái gặp mặt ngoài đời á với những anh em có đồng đức tin. Ở tại những nơi bây giờ tin Chúa nhiều lắm, trên đất nước này tin Chúa hàng hà. Hãy kết nối lại với nhau. Tôi không có cái tham vọng là thành lập giáo hội. Tôi không có được sai phái làm cái chuyện đó. Nhưng mà tôi chỉ khích lệ các bạn đứng ra gom lại với nhau, gom nhóm lại với nhau ngồi lại. Tôi sẽ có thể cố vấn cho anh chị em nếu anh em cần, nhưng mà tôi không có kêu gọi anh em là gọi là liên hệ lại rồi thành lập cái giáo hội là thế hệ mới. Tôi không có kêu gọi. Nhưng mà tôi khích lệ anh chị em hãy liên kết lại với một số anh em tình kính để có thể khích lệ lẫn nhau, dù anh em là không có một cái hội thánh địa phương nào. Tôi và anh em cũng được lời Chúa cảnh báo ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 15 câu 33 là Côrintô thứ nhất xin lỗi 15:33 là bạn bè xấu thì sao, làm hư tính nét tốt. Nếu tôi và anh em muốn thật lòng mà muốn giữ cái sự tự do mà mình có được sau cái khi giải cứu đó, thì tôi và anh em cần phải gì? Phải cắt đứt cái mối quan hệ, cắt đứt mối quan hệ với những người mà có cái ảnh hưởng sai trật, ảnh hưởng tiêu cực ở trên anh chị em. Và anh chị em phải bắt đầu thiết lập những cái người, cái mối quan hệ với những người mà đem lại cái sự khích lệ, những người mà làm gương tốt cho anh chị em ấy. Cho nên tôi thường hay khích lệ hãy đến với những người tin kính ấy, mà gần gũi họ. Đối với những đầy tớ Chúa mà đang được Chúa dùng là tìm mọi cách gần tiếp cận họ, tìm mọi cách làm sao mà mình dính dáng được với họ trong cái chức vụ họ. Kiểu gì mình cũng được tăng trưởng. Mà quỷ nó nói thôi, người ta đánh giá mình thấy sang bắt quần làm họ hay cái này. Anh em ơi, mình biết rất là rõ là người đời mà họ còn biết là gần mực thì đen, gần đen thì rạng, đúng không? Thì nếu mà anh em muốn thật sự là muốn mạnh mẽ ở trong đức tin thì phải tìm những người nào mà họ thật sự tin kính á, họ thật sự là sống theo lời Chúa rồi, rồi kết bạn, rồi thông công, rồi giao lưu, rồi trò chuyện. Chứ còn cái thứ mà cái đứa mà nó cứ nó nói mà nó ngược lại lời Chúa không, mà ngầu với nó làm gì? Nó có lập 10 cái nhóm này nữa thì cũng xin cứu ra, dạ em không có ơn thì vô mấy cái nhóm này bỏ đi. Chứ đâu có phải là cái việc mình có mặt nhóm nào mình cũng có mặt đó là ok đâu. Cái chính cái nhóm nào mình cũng có mặt mà mình không kể là vàng hay cám gì rồi mình cứ nhập nhờ vào trong để làm gì? Để mời quỷ vô cho nhiều hơn ha. Anh em ơi, hãy suy nghĩ. Tại sao cái đức tin mình nó cứ đó phập phù hoài? Là mình cứ cái chỗ nào mâm nào mình cũng ngồi hết, mình không phân biệt là cái này nó ảnh hưởng tốt trên mình hay là ảnh hưởng xấu trên mình. Nếu anh em mà cứ tưởng tượng nè, nếu anh em khao khát thật sự là kinh nghiệm quyền năng chữa lành của Chúa mà anh em cứ ngồi chung với cái đó mà nó không có tin vào cái sự chữa lành, rồi anh em sẽ trở thành thứ gì? Anh em có chắc là anh em sẽ vẫn giữ được? Nói một sứ yên tâm em là xin lỗi, anh em mà ở gần cục đá đó sẽ lạnh nhanh hơn chứ không phải. Xin Chúa cho anh em nhận được cái điều. Có thể là cái việc cắt đứt cái mối quan hệ với một số người nào đó là nó rất là đau đớn đối với anh chị em, đặc biệt là những người thân của anh chị em đó. Nhưng mà đó là cái điều cần thiết anh chị em, đó là cái điều cần thiết. Ít nhất là cần phải có cái sự giãn cách trong một thời gian à. Từ nó bây giờ đang làm hot đây, tức là phải có cái sự giãn. Ví dụ như mình nói là mình coi như thôi thì tạm thời mình không có cách nữa, nhưng mà ít nữa là mình phải có giãn cách với người đó trong một thời gian. Đau thì cũng có đau, nhưng mà thà đau một lần thôi chứ, đúng không?
thì nó mới lành được. Chứ còn không mà anh em vừa mới được giải cứu là vì từ chính cái người đó đó mà mình gặp cái chuyện này, rồi bây giờ mình lại gặp lại mấy ông đó. Xin lỗi, anh em không bị lại là thôi, mà đâu phải bị lại mà một con đâu, ít nhất là 7 con cơ mà, khuyến mãi tới 6 con lận. Cho nên dù nó đau nhưng mà xin Chúa cho anh em học biết tin cậy nơi cái sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Đừng có quên Ngài là đấng giúp đỡ chúng ta. Chúa sẽ giúp anh em làm được cái chuyện đó, tức là cái chuyện mà đoạn tuyệt á, trong ân điển và trong sự khôn ngoan của Chúa. Rồi cũng hãy tin cậy Chúa Thánh Linh là Chúa sẽ lo liệu, Chúa take care cái hậu quả của cái chuyện mà mình cắt đứt đó, cũng lo lắng vậy. Như vậy thì thứ tư sẽ là gì? Là nuôi dưỡng hay là phát triển cái mối quan hệ. Đúng. Thứ năm, luôn đầy dạy Đức Thánh Linh. Luôn đầy dạy Đức Thánh Linh. Trong Ephesô đoạn 5 câu 18 đưa ra cho chúng ta hai cái hướng dẫn. Hướng dẫn đầu là mang cái nghĩa tiêu cực là đừng có say rượu. Còn hướng dẫn sau là mang cái ý nghĩa tích cực là hãy đầy dạy Đức Thánh Linh. Thật ra cái chữ say với cái chữ đầy dạy là một từ đó. Tức là đừng say rượu nhưng hãy say Đức Thánh Linh, nói cách dễ hiểu nhất. Phần lớn con dân Chúa đó đều đồng ý rằng say rượu là sai, đúng không? Say rượu là không có good. Nhưng mà có bao nhiêu con dân Chúa tôi tới Chúa tin rằng là cái chuyện mà không đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng no good. Mình hay giảng là đừng có say rượu. Thì đúng rồi, say rượu là không có tốt, đúng không? Nhưng mà không đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng không tốt giống như vậy á. Bởi vì sao anh em biết không? Vì cái việc đầy dẫy Đức Thánh Linh là cái phần căn bản trong cái sự cung ứng của Đức Chúa Trời cho một đời sống đắc thắng. Ông Phaolô ông sử dụng cái từ đây này, cái từ đầy dẫy ở đây đó là ông sử dụng cái từ hiện tại tiếp diễn. Khi nói về cái sự đầy dẫy Đức Thánh Linh đó là luôn được tiếp tục đầy dẫy, theo nghĩa vậy đó. Ông không nói về cái sự đầy dẫy Đức Thánh Linh như là một cái kinh nghiệm một lần duy nhất đâu, mà là một cái phong cách sống trong ba câu kinh thánh tiếp theo, tức là câu 19 cho đến câu 21. Câu 19 nói gì? Tiếp tục ca khen, tiếp tục chúc tụng Chúa. Chỉ có đầy dẫy Đức Thánh Linh mới làm chuyện đó được, liên tục mà hát liên hồi đó, theo như tôi nói. Thứ hai, câu 20 là tạ ơn Đức Chúa Cha không ngớt. Chỉ có một cái người mà đầy dẫy Đức Thánh Linh thì cái tinh thần tạ ơn nó mới liên tục mở miệng ra là cảm ơn Chúa. Nhiều người ngày hôm nay ra công cộng nó không dám mở miệng cảm ơn Chúa, thậm chí cầu nguyện ăn cơm ngoài quán cũng không dám cầu nguyện luôn. Là chúng ta biết mình sợ ai hơn nhiều rồi. Mình đâu có sợ Chúa. Mà Chúa mà mình không sợ rồi là ai mình cũng sợ ấy. Nhớ nè, Chúa mà mình không sợ rồi ha, tức là mình không sợ Chúa đó, mình không kính sợ Chúa, thì ai mình cũng sợ hết. Chứ không phải là mình không kính sợ Chúa rồi là mình không sợ ai. Không, mình mà đã kính sợ Chúa rồi á là không, mình không có sợ ai hết. Tôi nói lại để anh em nghe cho rõ à. Một khi mà mình đã sợ Chúa rồi mình không sợ ai hết. Nhưng mà một khi mà mình đã không sợ Chúa rồi, ai mình cũng sợ. Vậy đó. Tự hiểu ha. Tự hiểu là mình có sợ Chúa hay không biết liền. Rồi, cái câu 21 nói gì là thuận phục nhau cách khiêm nhường. Một khi mà anh chị em đầy dẫy, hay nói cách khác, một khi mà Đức Thánh Linh đầy dẫy trên anh chị em ấy, một cách liên tục như vậy đó, thì ma quỷ không có tìm được cái chỗ trống nào trong anh chị em để mà nó tấn công trở lại đâu. Anh em biết sao không? Nhà hết chỗ rồi đâu có quay lại được. Anh em nhớ cái ví dụ mà tôi nói là tới cái mấy mùa mấy cái thành phố du lịch mà người ta để cái bản là hết phòng không? Hay là còn phòng không? Nếu anh em mà cứ ở trong cái tình trạng là ngợi khen, cảm tạ và thuận phục Chúa luôn luôn, đâu còn có chỗ ở đâu quay trở lại. Thứ sáu, cái này rất là đặc biệt đây. Đó là phải chắc chắn là đã chịu báp têm trong nước. Cái này mới nghe là nó hơi, anh chị em có thể hơi khó hiểu. Sở dĩ tôi phải thêm cái mục này vào là bởi vì tôi biết có rất là nhiều người tin Chúa nhưng mà không thuộc về một hội thánh nào. Mà đã không thuộc về một hội thánh nào là cái chuyện mà làm báp têm là thua rồi đó. Mà không làm báp têm thì nó vẫn còn thiếu. Nó có một đặc biệt cho nên tôi buộc phải thêm vào. Và có những người mà người thân đem đến giải cứu rồi này nọ đó, xong nhiều khi giải cứu xong rồi cái là
nghĩ là ok rồi, họ không, tức là không có cái việc mà đưa họ trưởng thành lên. Thấy mà họ, thí dụ như cái anh bị tâm thần hay bị điên gì đó xong đưa tới giải cứu cái gì anh bình thường trở lại cái hội gia đình gì hallelujah các thứ, nhưng mà không có gắn anh vào trong cái thân thể đấng Christ. Ở đây Chúa Jesus truyền cho các môn đệ trong Mác đoạn 16 câu 15 16 đó anh chị em, đó là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, ai tin và chịu báp têm thì sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị mắc tội. Báp têm trong nước không phải là một cái giáo lễ tùy chọn ở trong hội thánh đâu, ai làm cũng được không làm cũng được, nó là một mạng lệnh anh chị em. Đó là cái hành động bề ngoài của sự vâng lời nhằm thể hiện cái công việc của đức tin bên trong tấm lòng, tức là cái hành động bề ngoài để xác chứng rằng thì là tôi đã được xưng công chính ở trong lòng rồi. Và chính cái hành động này nè, nó làm cho cái sự cứu rỗi trở nên trọn vẹn. Cái sự cứu rỗi đó nó sẽ trở nên trọn vẹn. Không có một cái chỗ nào trong sách công vụ anh chị em mà cho thấy rằng là có một ai đó được cứu mà sau đó không có nhận báp têm nước ấy. Bởi vì sao anh em biết không? Đó là lệnh mà. Đâu phải tùy chọn là muốn làm thôi. Chỉ có trường hợp duy nhất có một người là không làm báp têm thôi. Anh ai biết hai không? Thằng cướp bị giết á, với cùng với Chúa trên thập giá đó, thì đó là nó không có cơ hội thôi. Còn lại đây là lệnh. Đó là lệnh. Cho nên nếu anh chị em là cái người mà dù anh em tự cầu nguyện được giải cứu, hoặc là qua sự cầu nguyện của chúng tôi qua điện thoại hay là một đầy tớ Chúa nào đó giúp đỡ anh em được giải cứu, thì tôi nói với anh em phải kiếm chỗ mà làm báp têm đi. Bởi vì đó là mạng lệnh của Chúa. Không chỉ tin, tất nhiên là anh em tin thì được cứu rồi đó, mà để hoàn tất cái sự cứu rỗi là nó có cái phần đó đó, nó có cái phần đi kèm theo là gì? Chịu báp têm đó. Rồi sao nữa? Anh em biết là báp têm trong nước đó, của trong thời Tân Ước đó, nó được ví như là hai cái sự kiện xảy ra trong cái thời cửa vậy đó. Đó là cái chuyện Noe và gia đình của ông trong cái con tàu mà vượt qua cái cơn nước lụt. Chúng ta có thể xem cái điều đó trong Sáng Thế Ký chương 7, chương 9 đến chương 9 hay là Phi-rơ nhất đoạn 3 từ câu 19 câu 21, và cái chuyện dân Israel đi ngang qua biển đỏ thoát cái ách cai trị của Pharaoh. Chúng ta có thể xem ở trong Xuất Hành 14, 15 đến 31 hoặc là Côn Tô Thứ Nhất đoạn 10 câu 1 câu 2 đó. Thì trong mỗi một cái trường hợp như vậy anh xem, tức là cái gia đình Noe với lại là dân Israel đó, thì cái việc thoát ra khỏi nước là một cái hành động phân rẽ. Noe và gia đình của ông thì được cứu thoát khỏi cái thế giới bất kính, là cái thế giới mà bị Đức Chúa Trời phán xét. Còn dân Israel á, thì được giải cứu khỏi cái ách áp bức của Pharaoh. Anh ấy biết điều gì không? Quân đội Pharaoh á, không có thể đuổi theo dân Israel xuyên qua nước được. Đây là hình ảnh rất là đặc biệt. Khi tôi ngồi tôi suy nghĩ tôi thấy có hình ảnh rất là đặc biệt. Cho nên có hai cái giai đoạn ở trong sự giải cứu của dân Israel này. Thứ nhất là tại Ai Cập thì họ được cứu khỏi cái sự phán xét của Đức Chúa Trời, tức là được cứu khỏi cái tay của các thiên sứ hủy diệt nhờ cái lòng tin vào huyết của chiên con bôi trên mày cửa, tức là hình bóng của huyết Chúa Giêsu. Cái thứ hai là họ được giải cứu qua khỏi Ai Cập bằng cái việc đi xuyên qua biển đỏ. Thật sự là họ tách rời khỏi Ai Cập là qua biển đỏ. Cái hình mẫu này là được áp dụng cho tôi và anh em là những cơ đốc nhân trong cái thời ngày nay. Tại thế gian này thì tôi và anh em được cứu nhờ đức tin nơi huyết Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta được phân rẽ khỏi thế gian đó là sao? Và nhờ cái hành động đi ngang qua nước của lễ báp têm. Chính cái hành động mà chịu hay là nhận báp têm nước đó đã cắt rời chúng ta khỏi cái vương quốc của sự tối tăm. Cũng giống như là quân binh Ai Cập đó, nó không thể đuổi theo Israel qua biển đỏ được, thì ma quỷ nó cũng không thể nào mà không có quyền đuổi theo chúng ta khi chúng ta xuyên qua nước báp têm được đâu. Nên đó là cái lúc mà phân rẽ. Cho nên theo như có một số cái tài liệu của cái hội thánh đầu tiên, nó không phải là thuộc kinh điển của chúng ta, nhưng mà hội thánh đầu tiên khi họ thực hiện nó, cái làm báp têm trong nước đó, thì đó đúng là cái lúc cái thời điểm họ cũng cầu nguyện giải cứu luôn đó. Và nhiều người được giải cứu ngay tại chỗ cái lúc mà họ làm báp têm trong nước, bởi vì lúc đó là cái lúc mà phân tách cái hình bóng, phân tách giữa cái thế giới tối tăm với lại cái thế giới của sự sáng. Cho nên nếu anh em chưa từng chịu báp têm nước với tư cách là một người tin Chúa đó, đặc biệt là những anh em mà không thuộc về một cái hội thánh nào đó, thì đây là một cái bước rất rất quan trọng mà anh em cần phải làm để cắt đuôi ma quỷ đó. Tôi gọi cái từ là để cắt đuôi ma quỷ. Còn nếu mà anh chị em đã chịu báp têm rồi đó,
Thì hãy đứng vững ở trên cái lẽ thật đó và tin quyết rằng là ma quỷ không còn có quyền gì để tiếp cận anh em nữa. Anh em nắm vững cái điều đó và tiếp tục. Cuối cùng, việc cuối cùng đó là trang bị mọi binh giáp của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã mặc cái áo choàng ngợi khen rồi đúng không nè. Bây giờ Chúa còn trang bị cho chúng ta một cái bộ khí giáp đầy đủ luôn. Dù anh chị em có nhận thức hay chưa thì tôi và anh em phải biết rằng là mỗi một chúng ta là một người lính ở trong một cái cuộc chiến. Mà đã là lính thì phải cần có khí giáp hay là binh giáp của Đức Chúa Trời. Đây là cái bộ mà gọi là quân trang quân dụng mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Nó gồm những cái món như thế này đây. Thật ra thì cái đây anh chị em có thể vào trong cái loạt bài mà Thiên Sứ Học, cái phần mà chiến trận thuộc linh của tôi ở trong YouTube, các bạn có thể xem kỹ hơn bảy cái vũ khí này. Nhưng mà ở đây á, là đối với những người mà vừa được giải cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm á, thì các bạn cũng cần học biết để trang bị. Ngay cả những anh em mà không có vừa được giải cứu, anh em là bình thường, anh em cũng cần phải trang bị mỗi ngày. Những cái món này là được liệt kê chi tiết ở trong Ephesians đoạn 6 từ câu 13 đến câu 18 đó, anh em có thể xem. Thứ nhất là nịt lưng của sự thật, hay là dây thắt lưng đó, truth. Ngày xưa đó người ta mặc áo là không phải áo như vậy, mà giống như cái người lính họ mặc giống như là cái áo dài á, nhưng mà cái loại ngắn ngắn này nè. Thì cái loại đó hồi đó nó không có gọi là như vậy đâu, nó giống như cái măng tô mà của mấy người nữ hay mặc á. Thì để mà có vũ khí các thứ mà muốn một lần di chuyển mà nếu nó rộng lùng thùng này á thì nó rất là vướng, cho nên bắt buộc là nó phải có cái dây nịt, có dây thắt đây, rồi súng ống các kiểu gươm dao gì thì đeo này. Hãy mỗi khi mà chuẩn bị vô chiến trận là phải đeo. Cho nên hãy nói về cái sự tỉnh thức á, thì bao giờ Kinh Thánh cũng nói gì, lưng các ngươi phải thắt lại. Thì cái sự thật ở đây nè, mà bản dịch tiếng Việt thường hay dùng là lẽ thật á, thì đúng rồi, nó có nghĩa là lời Chúa trước hết. Sự thật cái truth này nó có nghĩa là lời Chúa là buộc mọi thứ đâu vào đó để nó không vướng víu, để nó không cản trở cái sự tự do của tôi và anh em trên cái bước đường theo Chúa Giêsu. Nhưng mà tôi và anh em cần phải hiểu cái chữ truth này nó còn có một nghĩa khác nữa, đó là gì? Chúng ta cần phải hoàn toàn chân thật và cởi mở, gạt bỏ mọi cái hình thức giả tạo hay không thành thật. Anh em nhớ là ma quỷ là cha của kẻ nói dối. Cho nên nếu mà anh em vừa được giải cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm rồi ấy, thì hãy cố mà sống thật. Hãy cố mà sống thật. Anh em cần phải yêu mến sự thật, yêu mến sự chân thật. Còn cái gì giả đó, đừng chơi. Cho nên có nhiều hội thánh họ nghiêm tới cái mức độ này, là cái hoa mà trưng trên cái phía trên này đó không bao giờ xài hoa nhựa, hoa giả gì hết, không có thôi. Còn nếu mà họ đã trưng lên là phải là hoa tươi vậy thôi. Nói cách hôm nay là gì, đồ thật chứ không chơi đồ giả. Tức là nhiều hội thánh họ tới cái mức đó. Nhưng mà này, cái chính mà tôi muốn nói đây là khi mà anh em đã bước vào trong Chúa rồi, cố mà sống thật, bớt ảo đi. Các bạn đang sống trong cái thời kỳ mà 360 rồi 180 rồi đó, các thứ á, nó tút, nó mong má, nó làm các thứ. Và dần dần các bạn không có biết nha, nhưng mà cái tinh thần giả tạo nó lên cao lắm. Và nó bắt đầu nó đi vào trong nhiều cái lĩnh vực mà nhiều khi các bạn nói dối mà các bạn không hề ngại. Nhưng mà hãy nhớ là một khi mà các bạn làm như vậy á, thì các bạn đã cho ma quỷ nó có quyền tiếp cận rồi. Tiếp cận đâu? Vô đường miệng đó. Mình nói không thầy ơi, cái này chơi. Thì các bạn đã nhớ biết là một trong những cái đường mà nói vào rồi đúng không? Là những cái lời mà gọi là vô bổ, những cái lời mà không vân vân. Xin Chúa cho anh chị em nhớ. Hãy thắt lưng bằng lẽ thật hay bằng sự thật. Đó là một cái là cái lời Chúa là sự thật, nhưng đồng thời cũng là cái tính chân thật của tấm lòng của chúng ta. Cố mà sống thật các bạn. Cảm ơn Chúa sống thật. Cái món thứ hai, chúng ta trong bản dịch tiếng Việt thường hay dùng là cái tử giáp, cái áo giáp, nhưng mà thật ra nó chỉ là cái miếng đồng che cái ngực này thôi. Cho nên đúng nghĩa của cái từ đó gọi là hộ tâm, nó cái miếng mà che ngực này. Tôi ghi trong đó là hộ tâm hay là giáp công chính.
Hộ tâm là nó bảo vệ cái khu vực trọng yếu nhất và dễ bị tổn thương nhất của con người là cái gì, là gì biết không? Đó là cái tim á, quả tim hay là tấm lòng của mình. Nên là giáp công chính này hay là cái hộ tâm công chính này, đây là cái sự công chính không chỉ đơn thuần. Cái công chính này không phải đơn thuần là mình chỉ gật đầu mình đồng ý, tức là mình đồng ý về phương diện lý trí đối với cái giáo lý, mà là một cách lòng tin từ trong tấm lòng. Như là Roma đoạn 10 câu 9 nói gì? Bởi tin, bởi lòng tin, chứ không phải bởi cái đầu tin nha. Bởi lòng tin thì mình được xưng công chính. Bản dịch tiếng Việt vậy là xưng tin trong lòng thì được xưng công chính, chứ không phải tin trong đầu nha. Nhiều khi mình kêu cái người đó tin dữ lắm, nhưng mà thật ra trong này, trong cái dưới này, khi mà cái sự vụ nó còn ngon lành, coi là khi mọi chuyện mà ok là mình tin Chúa quyết liệt, nhưng mà khi cái chuyện nó không ok cái tự nhiên mình thấy ủa đức tin đâu mất hết rồi đó. Thì cái lúc đó là hóa ra là cái đức tin của mình chỉ ở trong đầu thôi, hay nói chính xác hơn là mình chỉ hy vọng thôi, chứ mình không có đức tin, chưa có đức tin. Cái đức tin cứu rỗi thật đó là nó biến đổi một cái đời sống từ tội lỗi sang đời sống công chính. Đó là cái sự công chính không phải đến từ cái việc văn giữ lề luật tôn giáo anh chị em, mà đó là đến từ cái việc Đấng Christ sống ở trong tôi và anh em, và Chúa sống cái đời sống của Chúa qua khỏi mỗi một chúng ta. Đó là cái loại công chính mà ở trong châm ngôn 28 câu 1 nó là cái loại công chính mà khiến người ta dũng mãnh như sư tử. Nói cách khác là gì? Đây là cái loại công chính mà nó khiến cho nó biến đổi cái tính nhút nhát rụt rè thành can đảm dũng mãnh, biến cho nghi ngờ thành tin cậy. Xin Chúa cho tôi và anh em hiểu được điều này và hãy trang bị nó. Tiếp theo, mang giày sẵn sàng của tinh linh bình an. Đôi giày thật ra là cái đôi sandal á, cái thời xưa người ta không có mang giày mà giống mình mang cái đôi sandal bằng da đó, đặc biệt là người lính La Mã, da họ thuộc rất là đặc biệt để họ có thể giẫm lên sắt trên đá này, họ nó di chuyển. Cái đôi giày là nó sẽ giúp tôi và anh em di chuyển hay là lưu động. Điều này nó có cái nghĩa là tôi mẹ nghe nói tới cái chuyện mang giày đó, nó có nghĩa là tôi và anh em luôn luôn ở trong cái trạng thái sẵn sàng hữu dụng cho Chúa, tức là mình luôn luôn ở trong cái trạng thái là Chúa có thể sử dụng mình bất cứ lúc nào để rao truyền phúc âm cho những cái con người mà Chúa cho mình gặp gỡ trong cuộc sống mỗi ngày. Nhiều khi tôi và anh em không có tính sẵn sàng đó. Mình đọc cái chữ sẵn sàng của tinh linh bình an nhưng mà mình không có tính sẵn sàng, tức là nhiều khi Chúa đưa người tới với mình để mình làm chứng á, nhưng mà mình không có sẵn sàng. Nhiều khi mình sẵn sàng làm chứng nhưng mà không phải cái tinh lành bình an. Mình làm chứng về cái tinh lành gì á, nó không có bình an. Trong cái thế giới mà đầy xung đột và luôn luôn thay đổi này, căng thẳng này anh chị em, tôi và anh em cần phải là những cái chiếc bình chứa đựng bình an Shalom của Đức Chúa Trời mới được. Tôi muốn dùng một cái ví dụ ở trong Mác đoạn 5 câu 18 câu 20. Anh em có thể nhìn, tôi giải thích này chút xíu. Đây là cái trường hợp mà một cái người mà bị quỷ quân đội nó ám, sau khi được Chúa Giêsu giải cứu ra thì ông làm gì? Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo Ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu từ chối và bảo: hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con và Ngài đã thương xót con như thế nào. Câu 20 nói gì? Người ấy đi khắp miền Decapolis. Anh em nhớ cái chữ Decapolis đó, nó là 10 cái thành phố đó. Một cái ông bị điên nha, sống trong nghĩa địa thôi nha. Và sau khi ông được giải cứu rồi thì sao? Ông đi khắp 10 thành phố như vậy đó, thuật lại những điều lớn lao mà Đức Chúa Jesus đã làm cho ông. Ai nấy đều kinh ngạc. Đó, cái người mà mới được giải cứu đó là cần phải này nè. Có cần phải học tuyên đạo chứng đạo pháp không? Không. Bởi vì làm chứng thật sự là gì? Là kể lại cho người ta nghe những gì mà Chúa đã làm cho mình thôi. Cho nên để mà có thể mà đánh là bịt miệng ma quỷ đó, thì cái người mà mới mà được giải cứu xong, họ cần phải làm một cái việc là kể lại cho người ta những tôi được giải cứu như nào. Anh em cần phải, chính anh em, nếu anh em là cái người mà vừa được giải cứu ra khỏi cái quyền lực cái sự tối tăm, anh em phải làm chứng lại. Tôi nói với những anh em nào mà đang học qua online trong những ngày qua đó, anh chị em có thể gửi những cái lời chứng của anh chị em cho chúng tôi. Anh em có thể gửi vào trong cái tin nhắn của chúng tôi, hoặc anh em có thể viết thẳng lên đó, lên Shalom Production, để nhiều người cũng được khích lệ, để nhiều người có thể nhìn thấy cái gương của anh em mà chạy đến với Chúa để nhận được sự giải cứu. Cái ông điên điên này là coi như là đời là coi như là vứt bỏ rồi. Người ta quý con heo hơn ổng mà. Nhưng mà ông trở thành một cái người làm chứng cho Chúa Giêsu trong cả 10 thành phố.
Xin Chúa cho tôi anh em nhận ra được cái đó. Cho nên mà để mà giữ vững cái sự tự do đó, thì anh em một trong những cái việc cần làm là gì? Là trang bị những cái vũ khí thuộc linh của Đức Chúa Trời, mà một trong những cái vũ khí đó là sẵn sàng làm chứng lại. Hay nói cách khác là luôn luôn ở trong tình trạng là sẵn sàng để cho Chúa sử dụng mình, nói về những gì Chúa đã làm cho mình. Tiếp theo, thuẫn đức tin, thuẫn hay là cái khiên đó anh chị. Ở người lính La Mã nó có hai cái loại thuẫn, hai cái loại khiên. Một cái loại nhỏ nhỏ cầm tay vậy nè, tức là cầm tay vậy thôi. Giống như mấy cái người mà cảnh sát cơ động á, cầm tay. Còn có loại thứ hai, cái loại nó to như cái tấm cửa kia, tức là nó che từ đầu đến chân luôn. Hai cái loại thuẫn là một cái là nhỏ nhỏ mà anh em thấy cái hình vậy đó, đó là cái loại nhỏ cầm tay, không phải nó là loại này. Cái loại này là cái loại nó giống như là nửa cái phi mà đem cắt dọc từ trên xuống dưới, tức là che từ đầu đến đuôi luôn. Cho nên người lính á là phải học mới có thể sử dụng cái loại này được, thì cũng một thể đó. Anh xem cần phải học cái cách sử dụng đức tin của mình như là một cái tấm khiên rồi đó, nó bảo vệ cả con người của anh chị em là thân hồn linh khỏi những cái mũi tên lửa của Satan. Khá nhớ là cái tấm khiên này là nó không chỉ là gạt, không chỉ là đỡ những cái mũi tên lửa đó, mà nó còn gì, dập tắt chúng luôn. Cái khiên rồi tới cái mũ cứu rỗi. Mình bây giờ mình ai cũng đội cái nón bảo hiểm ấy, cái helmet hết đúng không? Thì dễ rồi, cái đó anh em hình dung cái đó, mũ là nó để bảo vệ cái đầu, tức là tâm trí. Tôi nói với anh em điều này, Satan nó sẽ tấn công trực diện vào cái tâm trí anh chị em nhiều hơn bất cứ cái lĩnh vực nào khác trong đời sống của anh chị em. Mà trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 8 nói rằng là cái mũ này được gọi là hy vọng về sự cứu rỗi đó. Ở đây nó không phải đơn thuần chỉ là cái ước muốn của tâm trí đâu, mà đây cái hy vọng về sự cứu rỗi này là một cái thái độ kiên định, luôn lạc quan, được lập vững ở trên chân lý vĩnh hằng của lời Chúa. Tôi muốn anh chị em đọc thêm cái phần này ở trong cái phần mà chiến trận thuộc linh đó, để anh em có thể hiểu được nhiều hơn. Gươm thánh linh ở đây chính là lời Đức Chúa Trời, tức là mà lời ở đây là lời Rema đó anh chị em, chứ không phải lời Logos nha. Rema nó có cái nghĩa chính yếu là cái lời được nói ra, nó khác với cái lời thành văn này. Cái lời thành văn này là gọi là lời Logos, còn cái lời Rema là cái lời họ nói ra kìa. Cái cuốn kinh thánh này mà nằm ở trên giá sách của anh chị em là nó không có giúp, nó không bảo vệ anh chị em được. Cái lời Chúa nó chỉ có trở thành gươm là khi tôi và anh em nói nó ra ở trong đức tin qua cái môi miệng của mình thôi. Cho nên anh em hãy nhớ là cái thể nào mà Chúa Giêsu đã sử dụng cái thanh gươm này để chống lại Satan khi nó hết lần này tới lần khác cám dỗ Chúa đó, thì Chúa nói gì? Cứ mỗi lần cám dỗ thì Chúa nói là có lời chép rằng. Anh chị em cũng cần phải như vậy đó. Trong những ngày vừa qua đó, mà khi mà những cái triệu chứng bệnh tật nó xuất hiện ở trong tôi, là tôi phải dùng chính lời Chúa mà phan lại theo cái dạng này đây. Có lời chép rằng. Cho nên khi tôi hướng dẫn trong những ngày qua, mà tôi hướng dẫn về cầu nguyện giải cứu cho nhiều anh em đó, thì tôi luôn luôn nói, bởi vì đây là cái cách mà tôi cũng thường hướng dẫn anh em, là tôi sử dụng kinh thánh để tôi nói. Và tôi cố gắng để hướng dẫn những anh chị em đó là phải lập cái này đức tin của họ trên kinh thánh, để khi mà có chuyện đó, mà quỷ nó tấn công trở lại, thì họ biết sử dụng kinh thánh để họ phan lại, chứ không là không có nói bình thường được. Ví dụ như câu đơn giản nhất là gì? Phàm ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Rồi thứ gì nữa? Là Chúa ban cho mình cái quyền giày đạp rắn buộc cặp mọi quyền cản nghịch dưới chân. Rồi gì nữa? Chúa ban cho mình cái chìa khóa để đóng hoặc là mở. Điều gì mình khóa ở dưới đất thì cũng sẽ khóa trên trời, điều gì mình mở dưới đất cũng sẽ mở trên trời. Rồi gì nữa? Vì Chúa Giêsu đã gánh chịu thay cho mình cái sự rủa xả rồi, vân vân và vân vân. Thì mỗi một lần như vậy thì ma quỷ nó trở lại. Anh em không có dùng cách gì anh em biết không? Phải dùng lời Chúa. Có những cái loại từ nãy giờ mình đọc là toàn cái thứ mà thủ thôi, còn cái này mới là cái mà xỉa lại được đây nè. Cho nên nhiều khi tôi và anh em nói gì, trời, nó muốn quánh đầu mình thủ đó, quánh mặt mình, lấy mặt mình đỡ mình, cái đó không được, không cho kiểu đó được. Phải có vũ khí. Nhưng mà anh em nhớ điều này nè, Chúa thì ban cho mình cái thanh gươm là Chúa Thánh Linh cung ứng đúng không? Nhưng mà Chúa ban cho tôi và anh em ấy là tôi và anh em phải có cái trách nhiệm để cầm nó lên. Một khi mà tôi và anh em cầm cái thanh gươm này, tức là chuẩn bị đó, mình bắt đầu mình chuẩn bị mình nói ra đó, thì Chúa sẽ ban quyền năng.
và khiến cho tôi và anh em biết cách phải sử dụng như thế nào. Còn nếu mà anh em không sử dụng thì dù có gươm hay không có gươm cũng giống nhau lại. Nhưng mà chưa hết nha, chưa tới gươm thánh linh là không có dừng đó. Còn thêm một cái nữa trong trong câu 18 của Ephesos đoạn 5 nó có là đoạn 6 nó có là mọi kiểu cầu nguyện nữa. Anh em biết không, khi anh em cầm cái gươm thì cái hậu quả sát thương của cái gươm mà anh em cầm trong tay ấy, là nó phụ thuộc vào cái độ dài của cánh tay này. Ví dụ cái tay của thằng Hiếu á, nó đã cao mà nó đã dài á, thì chắc chắn là nó sẽ đâm xa hơn là cái tay của tôi, đúng không? Có đúng nè. Thì anh chị em cần phải hiểu cái tầm tay của mình, không chỉ là anh em có cái trách nhiệm cầm lên được. Thì mọi cái kiểu cầu nguyện đó đó, bởi vì cái gươm thì dù chúng ta có cầm cũng có một khoảng là thôi chứ không có thể xa hơn, nhưng mà có cái loại mà mọi cái lời cầu nguyện đó, thì mọi cái kiểu cầu nguyện đó là được ví sánh như là cái quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đó, mà tôi và anh em có thể gì xuyên qua đại dương, xuyên qua lục địa và đánh thẳng vào cái quyền lực của Satan tại bất cứ nơi nào mà nó đang hành động. Thì trong những ngày vừa qua gần như là tôi sử dụng cái loại này nhiều hơn, bởi vì tôi đâu có tiếp cận những anh chị em mà cần giải cứu được, chỉ trừ những người ở Sài Gòn này thì tôi tiếp cận, còn lại là ở xa thì chỉ có một cách thôi, sử dụng tên lửa xuyên lục địa, tức là các loại cầu nguyện này nè. Cho nên khi mà ma quỷ nó có thể tấn công trở lại anh chị em có thể không phải quýnh chỉ cái thằng trước mặt, anh chị em có thể quýnh vào cái trung tâm bộ chỉ huy của nó, thậm chí tại các cái miền trên trời. Hẳn nhiên là để sử dụng cái loại vũ khí siêu khủng này ấy, thì tôi và anh em cần phải có kỷ luật và có cái sự trưởng thành nhất định. Nếu anh em muốn hiểu rõ hơn về cái vũ khí, các cái loại vũ khí này hay là khí giáp này, thì anh em như tôi nói lúc nãy đó, anh em tìm vào trong cái loạt bài về thiên sứ học, phần chiến trận thuộc linh đó, thì anh em sẽ học rất là kỹ cái này. Tôi có dạy rất là kỹ về vấn đề này. Nhưng mà tôi nói với anh em, từ nãy giờ nghe thiệt là nhiều luôn, chứ mình nói thầy ơi, nhưng mà còn có cái kiểu gì mà nó gọn lại chút không, chứ còn nếu nó dài quá thì chịu hết xiết luôn á, không nhớ hết nổi. Thì để mà giữ vững cái sự tự do, hay là để giữ được cái sự tự do mà anh chị em đã nhận lãnh qua cái sự giải cứu, thì tất cả những gì anh chị em cần làm là gì, anh em biết không? Một điều thôi, sống một đời sống theo như Kinh Thánh dạy, Kinh Thánh Tân Ước dạy. Nếu mà gồm tóm hết tất thảy bãi cái việc làm đó là trong một chuyện thôi á, thì cái việc đó sẽ là gì? Sống một cái đời sống Cơ Đốc theo như Kinh Thánh Tân Ước dạy. Chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16, 24, 25. Rồi Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đồ rằng nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. Có một cái nghịch lý thiên thượng ở đây anh chị em, là muốn được phải mất. Nếu anh em muốn giữ phải mất, nếu anh em muốn được cứu phải mất. Mất cái gì? Trước hết là mất chính mình, tức là mất cái tôi của mình. Tiếp theo là tình nguyện vác thập tự giá của chính mình. Cái chuyện vác thập tự giá có nghĩa là áp dụng cái thập tự giá, tức là cái án tử một cách cá nhân vào trong chính đời sống của mình. Nếu mà tôi và anh em không áp dụng cái điều này thì chúng ta đang bỏ cái cánh cửa cho cái ảnh hưởng của ma quỷ. Vì một khi mà cái tôi hay cái bản ngã của tôi và anh em không chịu đóng đinh ấy, thì rất là dễ dàng dính vào cái chiếc bẫy mà tân bốc giả tạo của ma quỷ. Cái sự kiêu ngạo là cái lĩnh vực chính trong cái nhân cách của chúng ta mà ma quỷ nó sẽ nhắm vào. Còn cái sự tăng bốc hay là nịnh hót đó anh xem, là cái cấp độ chính yếu để nó sử dụng để có lối vào lại ở trong đời sống của chúng ta. Tôi muốn kết thúc ở đây chỉ bằng việc nhắc nhở anh xem một cái hình ảnh mà chúng ta đã thường học qua đó. Đó là cái hình ảnh một cái chiếc xe hơi hay là chiếc xe ô tô. Có bốn cái cửa. Cửa thứ nhất, cái cửa chính, cái cửa tài xế đó là tâm trí của chúng ta. Con mắt này sẽ là cái lối vào cho cái này. Nhiều khi những anh em vừa được giải cứu xong, chỉ cần anh em liếc sơ trở lại một cái clip sex hoặc là một cái hình mát mẻ nào đó trên điện thoại anh em, ma quỷ nó có thể trở lại ngay. Nếu những người ở trong cái tình trạng tà dâm hay là đồng tính này, nói chung về cái bên sắc
thì chỉ cần anh chị một phát thôi có thể nó trở lại. Đây là tay lái mà. Anh em biết là cái cửa mà cửa tài, cửa tài xế là tâm trí của chúng ta. Cửa thứ hai là thái độ tấm lòng của chúng ta. Cái cửa thứ ba là cái lưỡi này. Và cái cửa thứ tư là những cái mối quan hệ của chúng ta. Cứ tưởng tượng như cái xe của chị Diễm là bốn cửa đó đó. À, làm nó như vậy. Cho nên hãy canh giữ bốn cái cánh cửa đó thường xuyên liên tục, thì đảm bảo rằng cái sự tự do mà anh em đã nhận được từ nơi Chúa sẽ không bao giờ bị cướp mất. Mà một khi anh em giữ vững đủ lâu, tức là đủ lâu để anh em xây dựng cái bức tường thành bên trong nó chắc rồi á, thì lúc đó cũng giống như ma quỷ trong cái sự cám dỗ Chúa Giêsu thôi, ma quỷ bèn bỏ đi. Một khi mà nó không làm gì được nữa, tức là tường thành đã xây lên cao quá rồi. Nếu anh em có thể đọc ở trong sách Nehemi chẳng hạn, mà sau khi mà họ đã xây tường thành đâu đó đầy đủ rồi, lắp cửa rồi, cái này xin lỗi, dám vô không? Không vô được. Chúa cho anh em hiểu thấu điều đó. Nếu anh em không thể nhớ hết 7 điều 8 cách gì thì hãy nhớ giùm tôi là có 4 cánh cửa. Tâm trí là 1, thái độ tấm lòng là 2. Mà tâm trí là phải nhớ tới cặp mắt của mình đó. Thái độ tấm lòng là 2, và cái miệng là 3, và các mối quan hệ là 4. Đừng để cho bất cứ một cái cửa nào nó hở ra. Tôi và anh em được Chúa sai phái làm cái người gác đền, tức là canh cửa thành đó, gatekeeper. Cho nên tôi và anh em phải có trách nhiệm với điều đó. Nếu mà anh em cảm thấy là mình chưa đủ sức, hãy cầu xin Chúa cho có những anh em đồng đạo khác, họ có thể sẵn sàng giúp đỡ mình, đặc biệt là trong giai đoạn mà anh em mới vừa được giải cứu. Và khi đó anh em sẽ không đánh mất đi cái sự tự do quý báu mà Chúa dành cho chính mình. Chúng ta cùng đứng lên trong thời gian này, chúng ta hướng lòng về Chúa và chúng ta cầu nguyện. Những anh em đã tự cầu nguyện giải cứu hoặc đã được cầu nguyện giải cứu cho, thì hãy dâng lời tạ ơn Chúa vì sự tự do mà Chúa ban cho mình. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì lời Chúa tối hôm nay giúp đỡ mình hiểu được cái cách để mình có thể củng cố, để mình có thể bảo vệ cái sự tự do mà Chúa dành cho mình. Hãy cầu nguyện hỡi anh chị em. Có thể ai đó trong anh chị em sau khi đã được cầu nguyện giải cứu rồi, dường như mình cứ lặp đi lặp lại một vài điều, thì buổi tối hôm nay lời bài học này cũng sẽ chỉ cho anh em thấy đâu là những cái cánh cửa mà anh em cần phải đóng lại. Trong 7 cái công việc, đâu là cái công việc mà anh em cần phải thiết lập, cần phải nuôi dưỡng, cần phải phát triển nó. Có thể có những cái mối quan hệ mà anh em biết có ảnh hưởng xấu trên đời sống của mình, có ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống của mình, nhưng mà vì lợi nhuận hay vì tình cảm hay vì vấn đề đó mà anh em không dám cắt đứt. Anh em ơi, hãy mạnh dạn. Có thể anh em không có một, chứ vẫn chưa có một cái lối sống nợ khen thờ phượng, vì mình thấy dường như thờ phượng Chúa nó khô khan, nó không hấp dẫn, nó không hứng thú, mà anh em vẫn còn cứ phải nghe đi nghe lại những cái nhạc của thế gian này. Anh em vẫn còn xem những cái phim ảnh của đời này, đặc biệt là những cái phim ảnh mà nó có cái sự cúng tế đó anh chị em, cúng bái đó. Nếu anh em mà bị cái ma quỷ về cái hướng đó, tức là bị về tà thuật bói khoa này nọ đó, mà anh em chỉ cần xem phim Trung Quốc chẳng hạn, một cái chuyện cúng tế, hoặc là những cái clip hài của những cái nghệ sĩ hài nổi tiếng đi nữa, nhưng mà có những cái chuyện mà bói toán rồi cúng tế, anh em cứ cười cợt với nhau đó, không đơn sơ, anh em chỉ cần liếc qua thôi, tà ma nó sẽ quay trở lại ngay lập tức. Hãy đóng cửa lại, hãy ăn năn trước mặt Chúa, hãy đóng cửa lại tất cả những cái điều đó. Có thể người khác nó không vấn đề gì, nhưng mà đừng có nghe những cái đứa nó không bị bệnh. Anh em bị bệnh, anh em vừa mới được lành, hãy lo cái thân của mình, hãy lo bảo vệ thân thể của mình. Đừng nghe những cái người dù đó là hầu việc Chúa hay là dân sự Chúa, nếu họ nói những lời vô tín, họ không có trải qua khốn khổ mà ma quỷ đã hành hạ anh em suốt bao nhiêu năm tháng qua, họ không có hiểu gì đâu. Đừng có nghe những người đó, hãy nghe lời của Đức Chúa Trời. Đóng cửa lại. Nếu cần phải cắt đứt hoặc cần phải đoạn tuyệt với những cái mối quan hệ mà nó đem sự tổn hại, nó đem sự đau đớn trên anh em, phải làm, hãy cậy ơn Chúa mà làm. Nếu anh em không thương lấy chính mình thì ai có thể thương lấy chính mình? Bạn bè xấu làm hư tánh nết tốt. Dù đó có thể là những người hầu việc Chúa, có thể là những cơ đốc nhân nhiều năm trong Chúa, nhưng họ không tin lời của Chúa. Có
thể hoàn cảnh của họ không có giống như anh em. Họ chưa phải bị hành hạ bởi ma quỷ, cho nên họ chẳng hiểu gì hết. Hãy mạnh dạn anh em. Hãy tái lập cái thời giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Hãy ghép mình vào trong cái kỷ luật đó. Hãy giữ cái sự tuyên hứa đó với Chúa. Hãy học biết hát thánh ca. Nếu anh em chưa nhận báp têm, hãy cố gắng bằng mọi cách để được nhận báp têm trong nước và gắn bó mình vào một nhóm tín hữu tin kính nào đó. Có thể tại nơi anh em không có hội thánh, hãy làm chứng cho nhiều người rồi ngồi lại với nhau, kết nối với nhau. Online là cũng không có gì sai, nhưng mà thật sự offline là cần thiết lắm. Anh em cần phải gặp gỡ, khích lệ lẫn nhau nhiều người. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì sự giải cứu mà Ngài dành cho những anh em con, những người đang theo học trong những ngày vừa qua. Có những người có mặt tại đây, có những người là chỉ học được với chúng con qua online. Nhưng chúng con biết rằng là Chúa là Đức Chúa Trời toàn tại, Ngài cùng một lúc có mặt khắp mọi nơi. Bất cứ tại nơi đâu có cái những người có cái lòng tin cậy Ngài, có cái tiếng kêu cầu từ trong tấm lòng của họ với Ngài, thì Ngài sẽ đến và giải cứu họ. Chúng con biết ơn Chúa. Xin giúp đỡ mỗi một anh em con tiếp tục nhìn thấy những cái điều cần phải làm để có thể bảo vệ cái tặng phẩm vô giá mà Chúa dành cho chúng con. Đó là sự tự do khỏi quyền lực của sự tối tăm. Chúng con biết ơn Ngài. Xin Chúa hành động, Chúa ơi, con cầu nguyện để cho những anh em con tại đây cũng như những người anh chị em con đang học qua online với chúng con, họ sẽ được ơn của Chúa, được Chúa dùng, và đặc biệt là xin Chúa ban cho anh em con có lòng can đảm dạn dĩ để anh em con có thể đi ra thực thi cái sứ vụ này, thực thi cái uy quyền của Chúa mà Chúa ủy thác cho anh em con để giải cứu những người đang bị tà ma hãm áp. Xin Chúa hành động chiêu dấu để con ao ước nhìn thấy là từng người một ở trong anh em con sẽ trở thành những sứ giả mà được Chúa sử dụng mở mang vương quốc của Chúa. Chúa ơi, cái cánh đồng giải cứu này còn thiếu con gặt lắm thưa Chúa. Xin Chúa dứt dây lòng mỗi một anh em con để họ biết rằng là cái chương trình học này không phải chỉ đơn thuần là để giúp cá nhân họ, mà còn họ có thể trở thành nguồn phước cho nhiều người khác nữa. Con cảm ơn Ngài. Xin hành động, xin làm ơn và xin cho chúng con có những cái lời nghe được những cái lời chứng tốt lành về sự thương xót của Chúa ở cùng với tất cả anh chị em con, những người tham gia chương trình học này trực tiếp hoặc gián tiếp. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con trình dâng mỗi một chúng con trong ân điển và sự thương xót của Chúa. Chúng con biết ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa đã dành cho chúng con buổi tối hôm nay. Chúng con tạ ơn Cha và thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Có câu hỏi nữa không anh chị em?